tâm lý học ứng dụng, thuật động tâm trí để nuôi dưỡng mối quan hệ và rèn luyện trí tuệ xúc cảm. Chương 1, loài động vật xã hội. Chương 2, thiếu niên khôn ngầu. Chương 3, nhận thức tâm lý. Chương 4, một lộ trình đơn giản. Chương 5, ý thức đồng cảm và điều chỉnh. Chương 6, thảm họa xã hội. Chương 1, loài động vật xã hội. Tất cả chúng ta đều có một thời điểm trong cuộc sống khi những thay đổi lớn về nội tiết tố tạo nên những biến chuyển trong cách ta tồn tại ở hầu như mọi khía cạnh. Tôi đang nói về tuổi thanh xuân của chúng ta, bước ngoặt quan trọng trước tuổi trưởng thành. Tôi cũng đang nói về tất cả những nỗi u buồn và những cảm xúc được khám phá đang chảy rần rần trong các tương tác xã hội của chúng ta. Nhiều năm về trước, lâu hơn khoảng thời gian tôi muốn thừa nhận, tôi từng là một thiếu niên vật vã với những cảm xúc. Thực sự điều đó cũng khó tránh khỏi. Có một ngày tâm tình mong manh của tôi bị tổn thương sâu sắc khi nói chuyện với một người thu ngân. Tôi đã nghĩ cô này luôn cư xử thô lỗ với tôi trong mấy tuần nay. Cuộc trò chuyện bình thường của chúng tôi diễn ra đại loại như thế này. Cô ơi, cho tôi một bánh mì vòng nhân cá hồi. Tất cả có thế thôi phải không? Vâng, cảm ơn cô. Ok, $3. Chỉ trong khoảnh khắc đối thoại ngắn ngủi đó, bạn có cảm thấy người thu ngân khinh thường tôi hay không? Tất nhiên là không rồi. Tôi đã tự vẽ ra một câu chuyện trong tâm trí. Khi tự cho rằng mọi người và mọi thứ xung quanh đều cố ý xúc phạm mình, nhưng điều quan trọng là chính tôi đã tin vào câu chuyện do tôi tự tưởng tượng ra. Bởi thế, tôi bắt đầu cư xử với người thu ngân tội nghiệp như thể cô ấy là một thứ cặn bã trên trái đất để trả thù cô ấy. Và cuối cùng thì cô ấy đã thực sự trở nên bất lịch sự với tôi. Hãy nhớ, cô ấy là một người thu ngân. Vì vậy, về bản chất, cô ấy được trả tiền để cư xử tử tế với mọi người, trong đó có tôi. Vậy mà cô ấy lại bắt đầu nói chuyện thô lỗ với tôi. Tôi từng là một thiếu niên phiền toái kinh khủng. Tôi đã tự dựng lên một câu chuyện trong tâm trí, tự nhập vai rồi biến tưởng tượng thành hiện thực theo những cách tồi tệ nhất. Cho đến tận sau này, tôi mới nhận ra rằng đây là kết quả của hiệu ứng Pygmalion. Hiệu ứng này được diễn giải như sau. Bạn đối xử với người khác như thế nào, họ sẽ thực sự trở thành người như thế. Nếu bạn cư xử với ai đó như thể họ tốt bụng và hào hiệp, có thể bạn sẽ khích lệ được mặt tốt đẹp ấy của họ. Bạn trở nên rộng lượng và quan tâm tới họ, và họ sẽ đáp trả lại bạn bằng sự tử tế. Ngược lại, nếu cư xử với ai đó như thể họ vô cùng tồi tệ, bạn sẽ làm họ vượt mất cơ hội tỏa sáng và khơi mặt xấu xa nhất của họ. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm với cô thu ngân tội nghiệp. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra những điều nhỏ bé có thể khiến bạn trở nên được yêu thích và lôi cuốn hơn hẳn như thế nào, hoặc ngược lại. Đó là một sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về trí thông minh xã hội và những điều kiện cần để thành công trong quan hệ với con người. Không nhất thiết phải thành thục các đề tài chuyện phím small talk hay phải biết giao tiếp bằng mắt thật hiệu quả như những gì mà mấy tạp chí và các bài viết trên mạng vẫn rao giảng cho bạn. Ứng xử xã hội không chỉ đòi hỏi những cử chỉ nhã nhặn và một thái độ dễ chịu có chủ đích. Nói chung, cách chúng ta đối nhân xử thế liên quan tới cách não bộ vận hành, bao gồm tất cả những quy trình, nền tạo nên cơ sở cho mô hình tư duy. Khuynh hướng nhận thức và những cảm xúc của chúng ta, dù muốn hay không, chúng ta đưa ra phần lớn các quyết định dựa trên những yếu tố nằm bên dưới những suy nghĩ có ý thức. Sẽ thật đáng sợ nếu bạn không thực sự biết chúng ta đưa ra quyết định dựa trên điều gì. Như người ta thường nói, kiến thức là sức mạnh. Có được kiến thức đầy đủ hơn về cách thức tâm trí vận hành là một bước tiến dài của chúng ta trong quá trình tìm kiếm những cách thức để cải thiện bản thân và xây dựng chánh niệm. Đó chính là tác dụng của cuốn sách này. Mục tiêu của cuốn sách là đi sâu vào điều con người thực sự tìm kiếm khi họ phán xét và đánh giá lẫn nhau. Một số ý tưởng gần như là lẽ thường khá phổ biến, trong khi một số lại rất khác so với quan niệm tiêu chuẩn. Trong quá trình đọc, bạn sẽ tìm hiểu thêm về hiệu ứng Pygmalion và cùng với hàng chục nghiên cứu khác trong lĩnh vực khoa học, sinh học, tâm lý, xã hội và thậm chí là kinh tế học hành vi. Bạn sắp sửa bước vào một hành trình đi sâu vào tâm trí của bản thân để khám phá, xem xét điều gì đem lại cho bạn cảm giác muốn gần gũi một người, cũng như cảm giác tồi tệ nhất với một người khác, hoàn toàn thờ ơ và không thèm đếm xỉa. Những thông tin tiếp theo có thể khá đáng sợ, nhưng hy vọng rằng khi cuốn sách khép lại, bạn sẽ gặp nhiều cơ hội hữu ích hơn là thất bại trong giao tiếp.
chúng ta được não bộ điều khiển, đời sống xã hội và các mối quan hệ của chúng ta phụ thuộc vào việc giải mã của nó. Ẩn dưới ngoại hình khác biệt, tất cả chúng ta đều có một phần cứng như nhau. Phần mềm của chúng ta có thể khác nhau, nhưng những động lực cốt lõi và động cơ của chúng ta gần đều như tuân theo tiêu chuẩn. Loài người xét từ cả quan điểm sinh học và tiến hóa là một loài động vật xã hội. Dù cho mỗi cá nhân nằm ở đâu trên thang điểm tính cách giữa hướng nội và hướng ngoại, những tương tác xã hội đơn giản là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn làm và cũng là thứ chúng ta cần làm. Sở hữu trí thông minh xã hội và hiểu biết về các mối quan hệ xung quanh là chìa khóa để có được điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống. Khoa học và các nhà nghiên cứu đã chỉ cho chúng ta cách để ứng phó với điều khó khăn nhất. Theo lý thuyết con người, hơn 2 thiên niên kỷ trước, nhà triết học nổi tiếng Aristotle đã nói, xã hội là thứ có trước cá nhân. Bất cứ ai không thể sống chung với người khác hoặc có khả năng tự cung tự cấp tới mức không cần sống chung và do đó không tham gia vào xã hội, hẳn là một thứ quái thú hoặc là một vị thần. Khả năng giao tiếp hiệu quả hơn bất kỳ loài nào trên trái đất của con người chính là yếu tố đưa chúng ta lên tới đỉnh của chuỗi thức ăn. Và khi nền văn minh trở nên tiến bộ, các kỹ năng xã hội vẫn là một phần rất quan trọng tạo nên thành công của mỗi cá nhân. Nếu chúng ta không am hiểu môn khoa học trí tuệ xã hội, bạn sẽ không chỉ bị tụt hậu mà thậm chí sẽ không thể hạnh phúc và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình vươn tới mục tiêu. Tầm quan trọng của giao tiếp xã hội. Tại sao chúng ta có thể hiểu rõ tầm quan trọng của việc phát triển cơ thể, xét về mặt vật lý, tăng cường khả năng tư duy và học hỏi kỹ năng mới, nhưng lại dành rất ít thời gian để suy nghĩ về việc hòa đồng với xã hội? Giao tiếp xã hội về cơ bản cũng mang tính người, nhưng bất kỳ nhu cầu cơ bản nào khác, nhưng chúng ta lại coi trí thông minh xã hội là điều hiển nhiên, mặc định là ta tự sẽ làm tốt điều này, mặc dù đều hiểu rằng thật tuyệt khi có nhiều người yêu quý, sở hữu những tình bạn bền vững và có một đời sống xã hội lành mạnh, nhưng rất ít người trong chúng ta thực sự hành động để đạt được những điều trên. Một trong những nhu cầu học hỏi cơ bản của con người là mài dũa khả năng giao tiếp xã hội và có những kỹ thuật cần để đạt được những điều đó. Thật đơn giản, để hiểu được nghệ thuật gắn kết với người khác không phải là một lựa chọn mà là một điều kiện thiết yếu để định hình chúng ta là ai và sự phát triển của chúng ta trong thế giới này. Trong chương đầu tiên, ta sẽ xem xét một số nghiên cứu lớn cho thấy tổ tiên của chúng ta đã phát triển kỹ năng quan trọng này như thế nào để mọi người có thể kết nối với nhau, đồng thời từ đó đến nay nhu cầu học hỏi đã tồn tại trong xã hội loài người ra sao. Lợi ích của việc thành thạo các kỹ năng xã hội là rất rõ ràng. Những người có kết nối xã hội hiệu quả hơn sẽ khỏe mạnh và tráng kiện hơn, có sức khỏe tinh thần tốt hơn và chắc chắn được hưởng lợi từ các nguồn lực trong mạng lưới xã hội đó. Một nghiên cứu năm 2011 của Schun và các nhà cộng sự trên tạp chí nổi tiếng Nature đã lý giải rằng, trong các tổ tiên nguyên thủy của chúng ta, những người giỏi giao tiếp xã hội có được lợi thế tốt hơn về thể chất và khả năng sinh tồn khi so sánh với các đồng loại kém hòa đồng của họ, đặc biệt là khi loài người học hỏi và phát triển các phương thức kiếm ăn khác nhau. Trong nhiều năm, các nhà sinh học và nhân chủng học đã cố gắng hiểu chính xác sự phát triển theo thời gian của các hành vi cá nhân và xã hội. Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu cho rằng khi loài người chuyển từ kiếm ăn một mình sang kiếm ăn trong các nhóm xã hội có khả năng thích nghi cao hơn và khi chuyển từ kiếm ăn vào ban đêm sang ban ngày, thời điểm nguy hiểm hơn, họ đã phát triển kỹ năng giao tiếp tinh vi, sự đồng cảm, tinh thần hợp tác và các quy tắc xã hội. Nói cách khác, bản tính xã hội của loài người đã phát triển từ rất lâu trước đây cùng với tất cả những đặc tính khác của chúng ta. Ngày nay chúng ta hoạt động chính xác theo cách này bởi những hành vi như vậy từng rất có lợi cho tổ tiên của chúng ta. Những người kém hòa đồng lại không được hưởng lợi thế tương tự và hậu quả là đã chết hàng triệu năm trước. Trên thực tế, nhiều người tin rằng não bộ chúng ta đã tiến hóa để xử lý dữ liệu bổ sung đi kèm với việc sống trong một nhóm mà ta phải hòa hợp để tồn tại. Ngôn ngữ, khả năng tưởng tượng, niềm đam mê với việc kể chuyện, cấu trúc xã hội và cấu trúc gia đình của chúng ta. Tất cả những điều này đã giúp cho tổ tiên ta tồn tại và tiếp tục giúp chúng ta tồn tại đến ngày hôm nay.
Thật kinh ngạc khi tưởng tượng rằng loài người thực sự phải học cách giao tiếp xã hội, cũng tương tự như việc phải học cách đi thẳng hay cách sử dụng công cụ. Trong thực tế, bản thân việc hòa vào xã hội cũng là một công cụ. Nhân loại sớm tìm cách thông thạo kỹ năng này, song song với việc rèn luyện khả năng làm việc cùng nhóm và mở rộng phạm vi hoạt động của mỗi nhóm cá nhân. Một bài viết khác mới hơn cũng trên tạp chí Nature đã bổ sung, loài người sơ khai chủ yếu phát triển ngôn ngữ như một kỹ năng xã hội để chia sẻ những ý tưởng tiên tiến và các thành viên khác trong nhóm. Trong bài nghiên cứu năm 2015, Morgan và các đồng nghiệp lập luận rằng việc con người sử dụng một số công cụ đặc biệt trong thời kỳ sơ khai là một kỹ năng được truyền tải qua giao tiếp xã hội. Bởi vậy, ngôn ngữ được phát triển để loài người có thể dạy cho nhau về các công cụ này. Họ đưa ra tình huống là trong thời đại đó, những công cụ phổ biến khó có thể có được, sử dụng hiệu quả tối đa nếu mọi người chỉ đơn thuần là bắt chước nhau hoặc áp dụng phương pháp thử và sai khi sử dụng. Thay vào đó, trong các thí nghiệm ngày nay, với sự tham gia của loài người hiện đại, họ đã chỉ ra rằng phải có ngôn ngữ để hiểu rõ và sử dụng những công cụ. Trong bài nghiên cứu vào năm 2015, Morgan và các đồng nghiệp lập luận rằng việc con người sử dụng một số công cụ đặc biệt trong thời kỳ sơ khai là một kỹ năng được truyền tải qua giao tiếp xã hội. Bởi vậy, ngôn ngữ được phát triển để loài người có thể dạy cho nhau về các công cụ này. Họ đưa ra tình huống là trong thời đại đó, những công cụ phổ biến khó có thể sử dụng hiệu quả tối đa nếu mọi người chỉ đơn thuần là bắt chước nhau hoặc áp dụng phương pháp thử và sai khi sử dụng. Thay vào đó, trong các thí nghiệm ngày nay, cùng với sự tham gia của loài người hiện đại, họ đã chỉ ra rằng phải có ngôn ngữ để hiểu rõ và sử dụng những công cụ. Các tác giả của bài nghiên cứu tuyên bố rằng loài người nguyên thủy lúc này đã tiến tới kỷ nguyên kỹ thuật tiếp theo vì họ đã tìm ra cách tiếp cận qua ngôn ngữ. Chúng ta có thể tưởng tượng mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Một bộ lạc đang chia sẻ thật hào hứng về nhau, về một kỹ thuật tuyệt vời, nhưng việc diễn đạt thông qua mô phỏng bằng tay thôi là chưa đủ. Ta có thể hình dung được nhu cầu cấp thiết phải tạo ra một công cụ giàu sắc thái hơn, chính là từ ngữ, và sử dụng nó sao cho hiệu quả, để giải thích và khen ngợi hoặc chỉ trích, để yêu cầu hoặc phủ nhận, để lập kế hoạch, thậm chí để nói dối hoặc lừa gạt. Tất cả những điều này đều cần có ngôn ngữ, gần như ngay lập tức ngôn ngữ cho phép chúng ta đến gần nhau, tham gia vào thế giới của những người xung quanh theo một cách mà trước đây ta không thể làm được. Đây là một ý tưởng đáng kinh ngạc. Ngôn ngữ và thực sự là cả giao tiếp xã hội nói chung không hề hình thành một cách tự phát mà xuất hiện dựa vào nhu cầu. Điều này cho thấy việc hòa đồng với xã hội không phải là một sự lựa chọn với giống loài của chúng ta, mà đó là một phần trong con người được hình thành trong lịch sử và ADN của chúng ta. Có nhiều giả thuyết về quá trình chúng ta tinh chỉnh các kỹ năng xã hội, nhưng có lẽ luận điểm thuyết phục nhất là giao tiếp xã hội về cơ bản đã trở thành một phần của con người. Ta không thể coi mình đã là một cuộc sống thành công trừ khi đạt được những thành tựu nhất định trong các mối quan hệ xã hội. Về lợi ích của ngôn ngữ, nhà tâm lý học Susan Pinker không khám phá ra những giá trị mới về phương diện lịch sử hay tiến hóa, mà bà xác định những lợi ích về mặt sinh học ở ngay thời điểm hiện tại. Ý tưởng của bà là những tiếp xúc xã hội trực tiếp có ảnh hưởng sâu sắc tới hệ thống thần kinh và hạnh phúc tổng thể của chúng ta. Hiệu ứng hay được gọi là hiệu ứng làn xã sẽ xảy ra khi con người tiếp xúc trực tiếp với những con người khác. Lúc đó mọi người sẽ sống hạnh phúc hơn, có tuổi thọ cao hơn và mạnh mẽ hơn. Tại sao lại như vậy? Luận điểm ở đây là sự giao tiếp xã hội giúp sinh ra một ly cocktail chứa những chất dẫn truyền thần kinh cho não. Nó giống như một liều thuốc giải độc hiệu quả, giúp chống lại căng thẳng và những tác dụng phụ của sự căng thẳng đối với cơ thể và tâm trí. Điều này khá hiển nhiên với những người hướng ngoại và những người có các mối quan hệ xã hội rộng mở. Theo nghĩa đen, sống hòa đồng gần như là vấn đề sống còn với họ. Một gia đình hòa thuận, một người bạn đời lãng mạn, bạn bè và đồng minh, những người cùng cộng đồng mà bạn gắn bó,
người cố vấn, bạn tâm giao, những người thầy giảng giải tinh thần, v.v. Tất cả những kết nối này tạo nên tác động vật lý tới cơ thể con người, giúp điều chỉnh mức độ căng thẳng, tăng cường hệ thống miễn dịch và giúp chúng ta kiên cường hơn trước những thử thách của cuộc sống. Điều này có thể lý giải tại sao dân số ở một vài quốc gia nhất định lại sống thọ đến vậy. Chế độ ăn uống, môi trường hay lối sống khác chắc chắn giữ vai trò nào đó đối với tuổi thọ cao, và lối sống làng xã cùng với lợi ích của hiệu ứng này cũng có vai trò nhất định. Sau cùng, ngày nay hầu hết mọi người đã đồng ý rằng loài người phát triển trong một mạng lưới nhỏ, không quá 100 người. Bên cạnh đó, ta có nhu cầu giao tiếp thân mật với một nhóm nhỏ kết nối chặt chẽ. Đó là một phần cơ bản trong cuộc sống của chúng ta, cũng giống như tổ tiên chúng ta trước đây vậy. Tuy nhiên, các hiệu ứng không chỉ đem lại những tác động về vật lý, không phải vô lý mà các nhà tâm lý học hay các bác sĩ luôn hỏi một số bệnh nhân hay khách hàng về mạng lưới những người hỗ trợ cho họ. Những chuyên gia này hiểu rằng sự kết nối xã hội vững chắc tạo ra những tác động có thể đo lường được đối với bệnh nhân, giúp họ ứng phó với những khó khăn trong cuộc sống, cũng như giúp họ hồi phục nhanh chóng sau bất kỳ nghịch cảnh nào. Một nghiên cứu gần đây của Emily Rogatsky và đồng nghiệp tại Trung tâm Bệnh Thần Kinh Alzheimer thuộc Chicago đã khám phá ra một điều, việc duy trì cuộc sống xã hội khỏe mạnh ở tuổi già có tác động rất lớn tới sức khỏe não bộ, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ và cung cấp người cao tuổi khả năng nhận thức tương đương những người trẻ hơn hàng chục tuổi. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với những người làm việc trong lĩnh vực chăm sóc con người hoặc những ai có người thân lớn tuổi trong mạng lưới quan hệ. Duy trì kết nối với xã hội giúp mọi người giữ được trí óc nhạy bén. Những người siêu lão làng, ý chí những bậc cao niên ở độ tuổi 80 nhưng vẫn sở hữu tinh thần nhạy bén của độ tuổi trung niên. Nhìn chung có nhiều bạn bè hơn và liên tục giao tiếp xã hội. Kết quả là họ củng cố được trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của bản thân. Họ cũng có ý thức phát triển hơn nữa năng lực tự chủ, có khả năng tự chấp nhận bản thân cao hơn và có những mục đích mãnh liệt hơn trong cuộc sống. Cũng có thể những lợi ích này có mối tương quan vật lý tới não bộ. Có những giả thiết rằng một số vùng nhất định trong não sẽ dày lên theo nghĩa đen ở những người lớn tuổi quản giao. Tuy nhiên, kết luận này không đồng nghĩa với việc bạn phải giao tiếp xã hội không ngừng nghỉ như loài ong loài bướm, giao tiếp hết người này đến người khác, ngay cả khi bạn không thích như thế. Kiểu giao tiếp xã hội lành mạnh và hữu ích mà Pinker muốn nhắc đến là một biểu hiện tinh tế hơn. Và chúng ta cũng không nên quên rằng, chính những tương tác với những người khác cũng là yếu tố hàng đầu gây nên căng thẳng. Chắc chắn nhiều người sẽ nói rằng những vụ ly hôn, xích mích trong gia đình, nạn bắt nạt, các áp lực xã hội, những lời gièm pha hoặc cảm giác thiếu riêng tư đều khiến một người đánh mất nhiều năm tuổi thọ. Giá trị của giao tiếp xã hội khá phức tạp. Nó cũng giống như những yếu tố khác mà chúng ta coi là điều kiện cần để có sức khỏe lành mạnh, như chế độ ăn uống và các yếu tố di truyền. Ngay cả khi nghiên cứu trong sách tập trung vào đối tượng cao tuổi, cũng không có lý do gì để nghi ngờ rằng cơ thể tương tự cũng chính xác với người trẻ tuổi. Nếu bạn quan tâm tới việc sống lâu và trở nên giàu có, thì hòa hợp xã hội là yếu tố quan trọng cũng tương đương với việc bỏ thuốc lá, duy trì cân nặng hợp lý và ăn uống đúng cách. Giả thuyết về bộ não mang tính xã hội. Để bàn sâu hơn và mở rộng thêm ý tưởng trong phần trước, giả thuyết về bộ não mang tính xã hội cho rằng bộ não của con người tiến hóa và trở nên lớn hơn để có tính xã hội hóa cao hơn, chứ không phải theo chiều hướng ngược lại. Thêm nữa, giả thuyết này lập luận lý do duy nhất khiến não bộ phát triển là nhờ tăng cường giao tiếp về nhiều chủ đề đa dạng hơn. Giáo sư người Anh về nhân chủng học và tâm lý học tiến hóa Robin Dunbar quan sát thấy quy mô nhóm xã hội của một loài là yếu tố dự đoán chính xác nhất về kích thước não của loài đó, cụ thể là kích thước lớp não ngoài cùng được gọi là tân vỏ não. Khám phá này đã dẫn đến lý thuyết não bộ mang tính xã hội. Các nhà khoa học tin rằng lần đầu tiên có kích thước não bộ tương đương với loài người hiện đại xuất hiện từ khoảng 600 đến 7.000 năm trước tại châu Phi. Những tổ tiên này cũng được cho là những nhóm người đầu tiên biết chôn cất người chết, xây dựng các khu lán trại tập trung và biết phân công lao động khi làm việc để săn bắt hiệu quả hơn. Đây không phải là điều ngẫu nhiên. Lý do tồn tại của giả thuyết não bộ mang tính xã hội là động vật linh trưởng sở hữu bộ não có kích thước lớn bất thường so với kích thước cơ thể của chúng.
Khi so sánh với tất cả các loài động vật có xương sống khác, đây chính là kết quả của nhu cầu phải quản lý những hệ thống xã hội phức tạp khác thường. Nói cách khác, để xã hội phát triển mạnh mẽ, bộ não cần phải tiến hóa để đáp ứng các nhu cầu, nhận thức của việc hòa nhập xã hội. Khi các hành vi xã hội phức tạp hạn chế quy mô của các nhóm sinh vật mang tính xã hội, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quá trình tiến hóa đã ưu ái những cá nhân có cấu trúc não bộ phù hợp nhất trong việc thực hiện và phát triển thêm những hành vi phức tạp đó. Thú vị là nhân tố chính giúp phân biệt giữa não người với não của các loài linh trưởng khác là kích thước của phần tân vỏ não đề cập ở trên. Phần não bao gồm nhiều vũng não liên quan đến nhận thức xã hội phức tạp. Những chức năng nhận thức bao gồm suy nghĩ có ý thức, ngôn ngữ, kỹ năng điều chỉnh hành vi và cảm xúc, cũng như sự đồng cảm và thuyết tâm trí, theory of mind, một yếu tố giúp con người có thể hiểu được cảm nhận và ý định của người khác. Vậy tất cả những điều trên có ý nghĩa gì? Loài người với tư cách là một giống loài được thiên phú cho một bộ não có tính xã hội. Về cơ bản, loài người chúng ta được lập trình về mặt sinh học để có thể kết nối với nhau, sống một cuộc đời cô lập có thể dẫn tới nguy cơ cô đơn và trầm cảm cao. Bởi cuộc chiến sinh tồn trong 600 tới 700 ngàn năm tiến hóa đã buộc chúng ta phải hòa nhập với xã hội. Chúng ta cần ở cạnh những cộng loài khác để có tinh thần khỏe mạnh, bất kể tính khí hay kiểu tính cách của ta là gì. Tác động của sự cô đơn. Vậy điều gì sẽ xảy ra trong trường hợp ngược lại, khi chúng ta gặp trở ngại trong việc kích thích bộ não có tính xã hội của mình? Địa vị xã hội và thành công không chỉ là những thứ phù phiếm hay câu chuyện về sự tự tin, mà là những yếu tố quan trọng tạo nên sức khỏe tổng thể của chúng ta. Trên thực tế, việc thiếu tương tác hay tiếp xúc xã hội có thể gây ra những hậu quả đáng kể dẫn tới sức khỏe của chúng ta về tinh thần, thậm chí là cả thể chất. Cô đơn có thể giết người theo nghĩa đen, đó không phải là chuyện bịa. Có hẳn những nghiên cứu khoa học và có bằng chứng đầy đủ về sự thật đáng tiếc này. Thang đo mức độ cô đơn UCLA là một bảng câu hỏi tiêu chuẩn của Mỹ về sự cô đơn, đã sử dụng 20 câu hỏi để xác định tần suất của cá nhân trải qua cảm giác được kết nối chặt chẽ với người khác. Kết quả chỉ ra rằng có tới 30% dân số Mỹ cảm thấy bị cô lập và cô đơn về mặt xã hội trong mọi lúc. Con số 30% thật đáng kinh ngạc, vì điều đó có nghĩa là hơn 95 triệu người dân Mỹ đang bị nỗi cô đơn tác động tới sức khỏe. Sự cô đơn có những khác biệt ở độ tuổi khác nhau, nhưng đặc biệt bất lợi cho người cao tuổi vì nó có thể thúc đẩy quá trình suy giảm chức năng cơ thể và do đó dẫn đến qua đời sớm hơn. Tất nhiên, bạn có thể nghĩ cô đơn là vấn đề xuất hiện nhiều hơn ở nhóm người cao tuổi so với những nhóm dân số khác, vì các thành viên trong vòng kết nối xã hội của người lớn tuổi có thể đã qua đời vì tuổi già. Nhưng thực chất, nỗi cô đơn cũng đã lan tỏa rộng rãi trong nhóm người trung niên và thanh niên. Một cuộc khảo sát năm 2010 được AALP công bố cho thấy, có hơn 33% người từ tuổi 45 trở lên cho biết họ bị cô đơn kinh niên, có nghĩa là họ luôn cảm thấy cô đơn trong một thời gian dài. Điều này thậm chí còn đáng báo động hơn nữa khi bạn nhìn vào cuộc khảo sát tương tự được thực hiện vào năm 2000, khi chỉ 20% người tham gia cho biết bản thân bị cô đơn mãn tính. Khi mỗi ngày có hơn 10.000 người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, nghỉ hưu, số lượng người cô đơn có khả năng tăng cao đáng ngại vào năm 2020. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago đã tiến hành một cuộc nghiên cứu trong khung thời gian 5 năm để đo lường mối tương quan giữa sự cô đơn và nguy cơ mắc chứng trầm cảm. Họ phát hiện ra rằng những người tự nhận là cô đơn khi bắt đầu nghiên cứu có xu hướng nói mình bị trầm cảm vào giai đoạn cuối của chương trình nghiên cứu. Trên thực tế, nghiên cứu đã phát hiện ra một điều thực sự đáng kinh ngạc. Những người nhận ra mình cô đơn khi bắt đầu nghiên cứu và báo cáo mình thấy trầm cảm vào cuối chương trình nghiên cứu, thậm chí còn nhiều hơn nữa những người tự nhận mình mắc bệnh trầm cảm ngay từ đầu. Nói cách khác, cô đơn dễ trở thành tiền lệ cho chứng trầm cảm hơn cả bản thân chứng trầm cảm và tình hình chỉ càng ngày tồi tệ hơn thêm. Ngược lại với khả năng kết nối toàn cầu đầy hứa hẹn của cuộc sống kỹ thuật số ngày nay, nghiên cứu đã cho thấy bệnh cô đơn trong xã hội chúng ta đang ngày càng lan rộng.
người ta đang tiến hành những nghiên cứu tập trung đặc biệt vào mối quan hệ giữa sự xã hội hóa trên nền tảng mạng và nỗi cô đơn. Nghiên cứu lĩnh vực này cho thấy tiếp tục trở nên thú vị hơn khi mạng xã hội trở thành một phần quan trọng trong đời sống xã hội của chúng ta. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng nhiều phương tiện truyền thông xã hội sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc và cảm giác thỏa mãn với xã hội của chúng ta. Tại thời điểm này, các mạng xã hội đã quá phát triển để có thể giảm bớt độ nóng, độ ảnh hưởng. Vì vậy, xã hội sẽ phải tìm cách sử dụng các mạng xã hội này theo hướng tích cực hơn, để chúng ta có thể kiềm chế được sự cô đơn và chứng trầm cảm trước khi chúng ta trở thành đại dịch, nếu hiện tại vẫn chưa phải là đại dịch. Cấu trúc và chức năng của não bộ dần thay đổi qua hàng ngàn năm, và phần lớn các phương pháp giao tiếp hiện đại của chúng ta đơn giản là quá mới mẻ để có thể hòa hợp trọn vẹn với bộ não mang tính xã hội. Điện thoại mới chỉ xuất hiện hơn một thế kỷ trước, và việc gửi tin nhắn hay chat qua lại tức thời còn có tuổi đời còn non trẻ. Phải chăng giao tiếp chủ yếu qua máy tính và điện thoại thay vì gặp mặt trực tiếp không thể đáp ứng được nhu cầu gắn bó với xã hội của chúng ta sau một hành trình dài tiến hóa, hay sự cô đơn và cảm giác bị cô lập ngày càng gia tăng không phải là kết quả trực tiếp của mạng xã hội và tin nhắn tức thời? Liệu đó có thể là kết quả của việc sử dụng công nghệ một cách không thích hợp? Hay là về mặt sinh lý, bộ não của loài người không thể bắt kịp để thích nghi với quá trình tiến hóa này? Những câu hỏi trên vẫn đang chờ đợi xem xét trong những nghiên cứu chuyên sâu hơn. Trong thời gian chờ đợi, điều quan trọng đối với tất cả chúng ta là phải lưu ý tới các mức độ khác nhau của công nghệ. Cụ thể ở đây là việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội, rằng chúng ảnh hưởng đến sức khỏe nói chung và cảm xúc của chúng ta như thế nào. Nếu bạn đang đối mặt với cảm giác cô đơn kinh niên, hãy nghĩ xem liệu có phải bạn đang không tương tác trực tiếp với người khác đủ nhiều để đủ thỏa mãn nhu cầu sinh học và tiến hóa của mình. Sức khỏe, xét về mọi khía cạnh, có nghĩa không đạt được sự cân bằng, không quá ít cũng không quá nhiều. Tương tác xã hội lành mạnh là khi chúng ta đạt tới một mức độ nhất định. Hiện tượng siêu xã hội hóa trên các phương tiện truyền thông cũng gây ra nhiều vấn đề. Vậy thế nào là một liều thuốc xã hội hóa lành mạnh và vừa đủ? Giới hạn về tính xã hội của chúng ta. Mặc dù tương tác xã hội là động lực thúc đẩy sự phát triển của não bộ, chúng ta vẫn có thể giới hạn về mức độ xã hội hóa. Ngay cả những người hướng ngoại nhất trên thế giới cũng chỉ có tài nguyên trí não và năng lượng hữu hạn để hòa vào xã hội. Có nghĩa rằng chúng ta đơn giản là không thể liên tục giao tiếp với tất cả mọi người. Robin Dunbar, nhà khoa học từng đặt ra giả thuyết về bộ não xã hội, đã tham khảo các nghiên cứu nhân chủng học để đưa ra khái niệm mà sau cùng được gọi là con số Dunbar, giới hạn về số lượng người mà một số cá nhân có thể họ cùng duy trì những mối quan hệ xã hội ổn định. Trong trường hợp này, các mối quan hệ được xét là ổn định khi một cá nhân biết tất cả những người còn lại là ai và họ có quan hệ như thế nào với từng thành viên khác trong nhóm. Dunbar đề xuất rằng, một người trung bình chỉ có thể thoải mái duy trì khoảng 150 mối quan hệ ổn định tại bất kỳ thời điểm nào. Dữ liệu này làm bạn phải suy nghĩ lại số lượng người mà bạn kết nối trên mạng xã hội. Con số 150 không được cho là chính xác với toàn thể nhân loại, mà là một con số trung bình khi tổng số mối quan hệ ổn định khả thi sẽ nằm trong khoảng từ 100 đến 200. Thông thường người ta cho rằng việc có hơn 200 mối quan hệ có thể khiến các mối quan hệ trở nên bất ổn, trừ khi áp dụng những quy tắc và các mức định để lập ra giới hạn. Con số này không bao gồm những mối quan hệ xã hội trong quá khứ không còn tiếp tục nữa, hoặc những mối quan hệ quen biết ngắn hạn. Ông giả định rằng kích thước trung bình hiện tại của tân vỏ não con người đã đạt tiêu chuẩn khoảng 250.000 năm trước, trong thế canh tân. Sau đó Dunbar tiếp tục tìm kiếm các tài liệu nhân chủng học và dân tộc học như một cách điều tra dân số trong các xã hội săn bắt hái lượm khác nhau, với hy vọng tìm ra được một ước lượng chính xác về quy mô nhóm điển hình trong các xã hội cổ đại. Ông đã tìm thấy nhiều ví dụ về nhóm có quy mô khoảng 150 thành viên, từ các làng nông nghiệp thời kỳ đồ đá mới và các đơn vị điển hình của quân đội chuyên nghiệp thời La Mã cổ đại trước công nguyên, đến các cộng đồng Hunterai hiện tại bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 16 đến nay. Dunbar lưu ý rằng các xã hội cổ đại có thể được chia thành 3 loại dựa trên quy mô nhóm.
các nhóm nhỏ từ 30 tới 50 người, các nhóm cùng dòng dõi văn hóa từ 100 đến 200 người và các bộ lạc có từ 500 đến 2.500 người. 150 vẫn là con số hữu ích nhất vì một loạt các giá trị khác về năng lực xã hội của con người hiện đại cũng đã bắt nguồn từ đây. Thực ra có một số công thức để ước tính gần đúng tất cả các con số khác, đó là quy tắc 3. Khi nhân đun 3 150 với 3, chúng ta có ước tính gần đúng với tổng số người quen của chúng ta. Và nhân số đó với 3 thêm một lần nữa, ta có giới hạn tuyệt đối về tổng số các mối quan hệ xã hội của mình. Tức số người mà chúng ta có thể nhớ tên trong một thời điểm. Mặt khác, khi chia 150 cho 3, ta sẽ có 50 người bạn mà mình ít nhiều cảm thấy thân thiết, gắn bó. Tiếp tục chia số này cho 3, ta sẽ có từ 15 đến 20 cái tên thật sự tâm giao, những người bạn mà chúng ta có thể tìm đến để được cảm thông và hỗ trợ. Cuối cùng, chia 3 cho một lần nữa, ta sẽ có nhóm những người bạn thân thiết nhất hoặc những thành viên trong gia đình, những người có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đến tính cách của chúng ta. Đây là một minh họa rất thực tế chỉ ra những người mà bạn nên tập trung dành nhiều thời gian cho họ và lý do tại sao bạn nên tránh để bản thân quá dàn trải với nhiều mối quan hệ. Mặc dù cơ cấu của tất cả các nhóm này có thể biến đổi linh hoạt, nhưng quy mô tổng thể nhìn chung là cố định. Ai cũng có thể chuyển từ cấp độ này sang cấp độ khác, hoặc hoàn toàn rời khỏi vòng tròn xã hội của bạn. Nhưng mỗi chỗ trống trong kim tự tháp của mối quan hệ này sẽ được thế chỗ bởi một người mới. Chúng ta thường không nhận ra các mối quan hệ xã hội có hệ thống ra sao, nhưng những phân tích từ những con số của Đun 3 có thể tiết lộ chúng ta liên quan đến cá nhân của bạn. Hãy tưởng tượng bạn có một nhóm bạn với 8 thành viên và thường xuyên đi chơi với nhau. Cho dù bạn thích từng thành viên trong nhóm tới mức nào, thực tế chắc chắn là chỉ một vài thành viên trong nhóm là bạn thân và bạn tâm giao của bạn. Thật tuyệt vời khi là một phần của nhóm lớn và đa dạng tính cách, nhưng sự thật không tránh khỏi là tất cả chúng ta đều chỉ có năng lượng và nhận thức xã hội hạn chế. Đặt ra giới hạn xã hội đem lại cho bạn những lợi ích, một trong số đó liên quan tới lòng đố kỵ. Vì địa vị xã hội và sự thành công rất đối quan trọng đối với loài người. Không có gì ngạc nhiên khi chúng ta lại cảm thấy ghen tị khi bạn bè hay người yêu của mình không sử dụng thời gian và nguồn lực xã hội của họ theo đúng ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên, tân vỏ não của chúng ta sẽ sớm phát triển hơn nữa. Vậy nên đừng đố kỵ mà hãy tìm cách hành xử lành mạnh hơn. Đó là hiểu và chấp nhận rằng mỗi người có quyền phân bổ năng lượng và nhận thức hạn chế của họ theo cách mà họ thấy phù hợp. Chúng ta có thể kiểm soát cách lựa chọn và quyết định của chính mình, còn kỳ vọng về hành động của người khác không thể giúp chúng ta hạnh phúc hay khỏe mạnh hơn. Có rất nhiều người gặp khó khăn trong việc dành thời gian riêng của mình theo cách thực sự muốn. Chuỗi những con số đun 3 ủng hộ quan điểm đề cao chất lượng hơn số lượng khi xét tới các mối quan hệ. Sau cùng, tất cả chúng ta đều có giới hạn về số lượng mối quan hệ thân thiết mà ta có thể duy trì tại một thời điểm nhất định. Vì thế, rất hợp lý khi lựa chọn bạn bè cẩn thận và dành thời gian cho các mối quan hệ theo cách chúng ta thực sự muốn. Hãy nhớ, ở một mức độ nhất định, chúng ta vẫn là những sinh vật xã hội. Bất kể bạn cảm thấy thế nào về việc này, thì giao tiếp xã hội là một phần cơ bản của con người. Đó là động lực thúc đẩy sự tiến hóa và phát triển của bộ não, cho phép chúng ta tạo ra nền văn minh hiện đại như ngày hôm nay. Công nghệ hiện đại đã kết nối chúng ta với nhiều người, vượt qua những khoảng cách địa lý xa hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, cô đơn và trầm cảm lại ngày càng gia tăng. Vì thế, tùy vào mỗi cá nhân, chúng ta sẽ học cách hòa vào xã hội một cách lành mạnh để thích ứng với môi trường đang thay đổi nhanh chóng. Khi công nghệ liên tục thay đổi, bộ não của chúng ta vẫn không có mấy khác biệt suốt hàng trăm nghìn năm nay. Bởi thế, phương pháp tốt nhất để điều chỉnh các kỹ năng xã hội của bạn phù hợp với thời hiện đại vẫn là tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của trí thông minh xã hội để biết hành vi nào có nguy cơ dẫn tới sự cô lập và trầm cảm, còn hành vi nào có thể gia tăng cảm giác hài lòng, thỏa mãn của bạn đối với xã hội. Con người là một loài động vật xã hội, đặc điểm này rõ rệt đến mức có những cơ sở khoa học khẳng định việc xã hội hóa là nền tảng của sự tiến hóa ở loài người và những hậu quả tiêu cực sẽ xuất hiện nếu một người không thể hòa vào xã hội. Bản tính hướng về xã hội của chúng ta bắt nguồn từ thời tiền sử.
sự phát triển của các hệ thống xã hội phức tạp, sự giao tiếp của quá trình xã hội hóa đã xác định đáng kể hành vi của chúng ta. Sở hữu một mạng lưới xã hội rộng lớn và được đánh giá cao trong mạng lưới xã hội không chỉ là yếu tố giúp một người gặt hái được những lợi ích thiết thực mà còn là nền tảng để họ trở nên hạnh phúc. Có đời sống xã hội tích cực giúp nhóm người có tuổi ngăn ngừa sự thoái hóa về tâm thần. Điều đó cũng giúp cho con người tránh được những cảm giác cô đơn kéo dài, thứ vốn có thể tiến triển thành chứng trầm cảm nghiêm trọng. Tuy nhiên, không tồn tại cái gọi là lối sống quảng giao cực đại. Hòa vào xã hội bao nhiêu tùy ý, chúng ta đều có giới hạn về số lượng người mà chúng ta có thể tương tác một cách giàu ý nghĩa và chân thành. Robin Dunbar chốt con số này là 150 người và đây vẫn là con số khác với số lượng của mối quan hệ thân thiết nhất của một người, một con số nhỏ hơn nhiều. Nhiều khi chúng ta phải suy nghĩ về đời sống trên các mạng xã hội. Điều này khiến chúng ta nghĩ hàng trăm đến hàng nghìn mối liên hệ mà ta giữ liên lạc trực tuyến, bất chấp sự tiện lợi của trạng thái siêu xã hội trực tuyến ngày nay. Chúng ta không trở nên hạnh phúc hơn, thay vào đó dữ liệu cho thấy rằng, nhìn chung chúng ta ngày càng bớt vui vẻ. Khi tìm hiểu cuốn sách này sâu hơn, chúng ta sẽ làm sáng tỏ các khía cạnh khác nhau của đời sống xã hội dưới lăng kính khoa học và nhân chủng học. Mục tiêu của chúng ta là khám phá ra cách tối ưu hóa những điều chúng ta biết về các điều chúng ta có thể để đạt được một địa vị xã hội hữu ích và chất lượng cao. Chúng ta sẽ bắt đầu trong chương kế tiếp theo bằng cách tìm hiểu ý tưởng về sự nổi tiếng. Tổng kết chương 1. Trí thông minh xã hội là việc hòa nhập, thu hút mọi người và khiến sự giao tiếp xã hội đem lại lợi ích cho bạn, thay vì cản trở bạn đạt được những mục tiêu của mình. May mắn thay có những cách khá dễ đoán được để đạt những điều này, đó là chúng ta sẵn sàng với những dữ liệu và những kiểu mẫu hành vi trong suốt hàng ngàn thiên niên kỷ để nghiên cứu. Trong phần lớn nội dung cuốn sách này, hầu hết các chiến thuật có thể liên quan ít nhiều tới những cách thức thời nguyên thủy, những phương pháp đầy bản năng mà con người đã tận dụng để thống trị thế giới. Chúng ta vẫn giống như thời nguyên thủy đó, chỉ là giờ chúng ta có những lớp quần áo đẹp đẽ hơn mà thôi. Có giả thuyết cho rằng bộ não của chúng ta to lên và phát triển như một hệ quả của nhu cầu hòa vào xã hội để săn bắt, sinh sản và phục vụ cho các chiến thuật sinh tồn nói chung. Giao tiếp là thứ khiến chúng ta khác biệt với hầu hết các loài động vật trên thế giới. Nội dung trọng tâm của chương 1, con người là loài động vật xã hội. Nếu phải rơi vào trạng thái bị cô lập, chúng ta sẽ phát điên. Nếu ta cảm thấy cô đơn sau một thời gian dài, điều đó sẽ giết chết chúng ta theo đúng nghĩa đen. Nói chung, càng ở gần mọi người, chúng ta càng cảm thấy hạnh phúc hơn, và điều này đặc biệt dễ thấy ở người cao tuổi. Tuy nhiên, có giới hạn nào cho các tương tác xã hội của chúng ta hay không? Chúng ta nên tập trung nỗ lực thế nào để đạt được hiệu quả và hiệu suất cao nhất? Có giả thuyết cho rằng, giới hạn mạng lưới xã hội mà chúng ta có thể duy trì là khoảng 150 người. Điều này cũng bắt nguồn từ các hành vi tiến hóa. Trước khi con người thuần hóa gia súc, hiểu về việc làm nông và trồng trọt, loài người chủ yếu là những bộ lạc du mục. Và một cách tự nhiên, những bộ lạc này có quy mô khoảng 150 người. Rõ ràng rằng quy mô này đã thay đổi ở thời hiện đại. Và không lấy làm gì ngạc nhiên khi hiện nay, nhiều người trong chúng ta cảm thấy bối rối, lo lắng và thậm chí bị trầm cảm bởi phần mềm trong não bộ của chúng ta vẫn chưa được cập nhật trong suốt vài nghìn năm nay. Chương 2. Thiếu niên khôn ngầu. Giờ đây, chúng ta hãy cùng trở lại với hình ảnh thiếu niên mà tôi đã đề cập ở trên. Đó là khoảng thời gian chúng ta phát triển nhanh chóng cả về thể chất lẫn cảm xúc. Vì thế là một cá thể đầy bối rối trước cuộc đời. Hãy thử nhớ lại thời cấp 3 của mình. Bạn có còn nhớ vòng tròn xã hội của bản thân khi còn là một thiếu niên và cả những kẻ thù của bạn? Có một gã chuyên đi bắt nạt người khác, lúc nào cũng câu có và băng đảng của hắn. Có những cô gái năng động, xinh tươi, đúng kiểu nữ hoạt náo viên và nhóm nữ đối thủ của họ. Có cả bộ đôi nam sinh và nữ sinh mà mọi người đều yêu mến. Có những hội trưởng thuộc các câu lạc bộ trong trường học, giỏi giang, đa tài, đến độ đủ năng lực để tham gia các cuộc bầu cử. Tất nhiên cũng đừng quên những kẻ lạc loài, những người gần như không có bạn bè hoặc chỉ kết bạn với những kẻ bị ruồng bỏ khác.
Điều tôi muốn nói ở đây là tầm quan trọng của địa vị xã hội thể hiện rõ ràng nhất ở nhóm trẻ em và thanh thiếu niên. Đối với nhiều người, trải nghiệm đỉnh điểm của điều này xuất hiện ở thời cấp 3, thời mà dường như những đứa trẻ khôn ngầu hoặc nổi tiếng có thể làm bất cứ điều gì chúng muốn. Trong khi những đứa trẻ bình thường và kém nổi tiếng hơn lại có một cuộc sống hoàn toàn khác. Chính trong giai đoạn đó, một phần do bản thân và một phần do xã hội, chúng ta được đặt vào trong một môi trường mà từ đó, thái độ và quan niệm của chúng phát triển, ảnh hưởng tới sức khỏe và địa vị xã hội của ta sau này. Đây cũng là môi trường mà các nhà khoa học và nhà nghiên cứu tìm hiểu để thu về những hiểu biết giá trị về khía cạnh xã hội của con người. Tôi tin chắc chắn rằng chúng ta có thể hồi tưởng lại rất nhiều kỷ niệm vui vẻ hay ngớ ngẩn hồi còn học cấp 3. Tất nhiên là có cả những ký ức kinh khủng nữa. Vấn đề nằm ở chỗ suy ngẫm về chúng ta đã trưởng thành sẽ giúp chúng ta được cả những giả định xã hội mang tính nền tảng mà ta có thể vẫn đang tuân theo hàng ngày. Ngẫm lại những giả định mà ta định vào thời niên thiếu, ta có thể đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta ngày nay vẫn tuân theo những suy nghĩ như vậy? Chương này sẽ so sánh một số quan niệm từ thời niên thiếu với các phát hiện của những nhà nghiên cứu khoa học. Khi kết thúc cuộc hành trình khám phá, chúng ta có thể tự thảo luận ra các biểu hiện, những quan niệm sai lầm và những điều kiện dẫn tới định nghĩa của ta về sự nổi tiếng. Giả định thường thấy là những đứa trẻ nổi tiếng sở hữu kỹ năng xã hội tốt hơn và thường hài hước hơn hoặc thú vị hơn so với những người bạn học kém nổi tiếng của chúng. Nhưng đó có thực sự là tất cả điều kiện cần để đạt được địa vị xã hội cao nhất hay không? Cảm giác được biết tới nhiều hơn, bất kỳ nó là gì, là một giá trị mà nhiều người mong muốn trong mọi hoàn cảnh. Với xu hướng như vậy, có thật sự tất cả chúng ta đều phải được nhiều người biết đến hay thậm chí là phải trở nên thật sự nổi tiếng hay không? Đó có phải là cách tốt nhất để đo lường thành công và thậm chí là hạnh phúc của chúng ta hay không? Động lực và sự nổi tiếng, nếu được lựa chọn, nhiều khả năng là mọi người sẽ lựa chọn trở nên nổi tiếng và kèm theo đó là sự thừa nhận của xã hội. Thay vì không có hai thứ này, đơn giản là vì thật tuyệt biết bao khi được mọi người xung quanh tôn trọng và yêu mến. Để có được sự nổi tiếng theo cách truyền thống, chúng ta buộc phải nỗ lực để hòa vào xã hội và kết nối với mọi người. Và nỗ lực đó đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Mọi người đều chỉ có một năng lượng hạn chế. Do đó, một phần không thể thiếu để trở nên nổi tiếng là phải có động lực dành trọn nguồn năng lượng hạn chế của mình cho các hoạt động xã hội. Thực tế, không phải ai cũng muốn nổi tiếng như những người khác. Do đó sẽ không dành hết năng lượng để giao lưu với mọi người. Tuy vậy, hóa ra là có một mối tương quan chặt chẽ giữa cảm giác thỏa mãn mà sự nổi tiếng đem lại cho một người và mức độ nổi tiếng thực sự của anh ta. Tiến sĩ Diana và các cộng sự của bà tại Đại học Columbia đã tìm ra bằng chứng về mối tương quan tỷ lệ thuận giữa địa vị xã hội và sự hỗ trợ từ xã hội ở mức độ cao hơn trung bình với mật độ cụ thể của dopamine loại 2 và loại 3 trong thể vân. Thể vân là một vùng của não bộ chịu trách nhiệm tạo nên cảm giác thỏa mãn và động lực của chúng ta, và dopamine đóng vai trò quan trọng trong việc sinh ra những cảm giác này. Các nhà nghiên cứu xác định địa vị xã hội và hệ thống hỗ trợ xã hội của những tình nguyện viên bình thường và khỏe mạnh. Sau đó sử dụng máy chụp phát xạ positron, một công nghệ cho phép ta nhìn thấy các thụ thể D2 trong não họ. Những người tình nguyện có thụ thể D2 dày đặc hơn cũng là những người có địa vị xã hội cao nhất. Gợi ý rằng những người nổi tiếng nhiều khả năng cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống giàu có của mình. Đó là kết quả trực tiếp của việc có nhiều mục tiêu để dopamine phát huy tác dụng trong thể vân. Những người này thực sự có cấu trúc não khác với những người bạn kém nổi tiếng hơn của họ. Tiến sĩ Martiner tổng hợp lại kết quả. Chúng tôi đã chỉ ra rằng mức độ thụ thể dopamine thấp có liên quan đến địa vị xã hội thấp, còn mức độ thụ thể dopamine cao có liên quan đến địa vị xã hội cao hơn. Kết luận tương tự cũng được biểu hiện trong báo cáo của các tình nguyện viên về sự hỗ trợ xã hội họ nhận được từ bạn bè, gia đình hoặc những người quan trọng khác với họ. Điều này mâu thuẫn với giả định trước đây của chúng ta, vốn cho rằng đặc điểm tính cách mới là nguyên nhân cơ bản dẫn tới sự nổi tiếng. Thay vào đó, địa vị xã hội liên quan nhiều hơn tới cách não bộ của chúng ta hoạt động. Nói một cách đơn giản, cấu trúc não của mỗi chúng ta và lượng dopamine mà chúng ta sản xuất sẽ ảnh hưởng đến sự hình thành các đặc điểm tính cách nhất định, và những tính cách này có thể dẫn đến sự nổi tiếng.
Biên tập viên của tờ Biologistophysiology của tiến sĩ John nhận xét về kết quả của nghiên cứu. Những dữ liệu này làm sáng tỏ động lực đạt được địa vị xã hội, một quá trình xã hội cơ bản. Rất có lý khi những người có mật độ thụ thể D2 cao hơn, tức là có động lực tham gia nhiều hơn vào các tình huống xã hội, sẽ là những người đạt nhiều thành tựu và có mức hỗ trợ xã hội cao hơn. Những người nổi tiếng thích ở bên mọi người và tham gia nhiều hơn vào các tình huống xã hội. Điều này tự nhiên biến họ trở thành những người hướng ngoại và thu hút hơn. Nếu chúng ta cho mình một lượng dopamine hợp lý, sẽ là một chặng đường rất dài. Ngay lúc này bạn có thể tự hỏi, bạn có thể làm gì để tận dụng thông tin mới mẻ này? Có cách nào để tăng mật độ thụ thể dopamine trong não của chúng ta một cách an toàn và tự nhiên hay không? Thực ra là có cách. Có những chất hóa học được gọi là chất đối kháng dopamine được sử dụng để điều trị các trạng thái tâm lý thông qua việc hạ thấp nồng độ cồn dopamine một cách nhân tạo, khiến mật độ thụ thể dopamine tăng lên để đưa não trở lại trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, dopamine giảm đột ngột có thể rất gây tệ hại. Giải pháp sử dụng hóa chất này đi kèm với một số tác dụng phụ không mong muốn và không thực tế với đa số mọi người. Nhưng đừng vội nản lòng, có một số cách thực tế hơn để gia tăng các thụ thể dopamine của bạn, hay nói đúng hơn là không khiến chúng trở nên kém nhạy cảm mà chúng gây ra tác dụng phụ nguy hiểm. Về cơ bản thì phương pháp này liên quan đến việc hạn chế các hoạt động làm tăng mức dopamine một cách giả tạo nhờ sử dụng internet và xem tivi quá mức, dùng nhiều cà phê, các chất ma túy, rượu, xem nội dung khiêu dâm hoặc tiêu thụ quá nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Nói chung, đây là vấn đề về thói quen và lối sống. Nếu bạn nghiện thứ gì đó không lành mạnh, có thể vì thứ đó đã tiêm cho bạn một liều dopamine, nó khiến bạn dễ chịu ngay tức khắc, nhưng lại để lại hậu quả lâu dài. Việc liên tục làm tăng mức dopamine một cách nhân tạo sẽ làm tê liệt các thụ thể não phát triển dopamine của bạn. Bạn sẽ mất đi động lực và những hành động từng khiến bạn thỏa mãn, cũng sẽ không đem lại cảm giác hài lòng như trước nữa khi độ nhạy của bạn với dopamine giảm dần. Về bản chất, bạn phải để bản thân đói dopamine cho tới khi bạn dành thời gian với mọi người. Hãy lựa chọn có ý thức hơn để hạn chế những hành động đem lại các liều dopamine nhanh chóng và dễ dàng lặp đi lặp lại để giảm cảm giác và động lực sự hài lòng trong những tình huống xã hội của bạn có tác dụng lâu dài. Từ đó giúp bạn trở nên nổi tiếng và được yêu mến hơn. Độ nhạy cảm trong giao tiếp xã hội. Ngoài xu hướng sinh học là thích theo đuổi sự nổi tiếng do sở hữu mật độ thụ thể dopamine cao hơn, những người nổi tiếng còn có một sự khác biệt thú vị về mặt sinh học so với những người có địa vị xã hội thấp hơn. Đó là bộ não của những người nổi tiếng nhạy cảm hơn với các yếu tố xã hội trong môi trường của họ. Bạn có thể tự hỏi làm thế nào mà những người có địa vị xã hội nhất định xung quanh bạn lại đạt được sự nổi tiếng và mức độ ảnh hưởng đó. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, có lẽ đơn giản chỉ vì họ thân thiện và khiến người khác vui vẻ khi ở bên. Đó thực sự cũng là một phần lý do. Tuy nhiên, nghiên cứu của Học viện Khoa học Quốc gia đã khám phá sâu hơn về hai đặc điểm tích cực này. Các nhà khoa học đã tìm hiểu hình ảnh não bộ và nhận ra một số mẫu chung của những người tham gia nghiên cứu, những cá nhân có mức độ nổi tiếng cao trong nhóm của họ. Các phát hiện cho thấy có một điều gì đó đang diễn ra và nó vượt quá mức nhận thức của chúng ta. Noam Yerubavo và nhóm cộng sự của ông tại Đại học Columbia thực hiện một nghiên cứu. Họ tuyển 26 tình nguyện viên là sinh viên từ hai câu lạc bộ của trường để tham gia và mỗi tình nguyện viên sẽ đánh giá xem họ yêu thích từng thành viên khác trong câu lạc bộ như thế nào. Điểm số của từng người tham gia được tổng hợp lại và kết quả cuối cùng là tiêu chí để xếp hạng tất cả các sinh viên theo mức độ được yêu thích hoặc mức độ nổi tiếng. Sau đó, các sinh viên nằm vào máy quét não và được cho xem các bức ảnh chụp bạn bè của mình cùng với một khuôn mặt ảo, một khuôn mặt được tổng hợp từ tất cả các gương mặt khác. Các sinh viên được hướng dẫn nhấn vào một phím theo bản năng khi mỗi khuôn mặt xuất hiện để đoán gương mặt của họ đang nhìn là khuôn mặt của người thật hay khuôn mặt ảo. Tất nhiên, thực tế là các nhà nghiên cứu chỉ muốn xem hoạt động não bộ của họ thay đổi ra sao tùy vào mức độ nổi tiếng của gương mặt họ đang nhìn thấy.
Có hai vấn đề chính mà họ muốn nghiên cứu. Trước tiên, họ muốn xem liệu bộ não của những người tình nguyện viên có phản ứng khác nhau tùy theo mức độ nổi tiếng của người có trong bức hình hay không. Sau đó, họ muốn phân tích xem liệu bộ não của những người nổi tiếng có phản ứng khác so với bộ não của những người bạn ít nổi tiếng hơn trong bài tập này hay không. Kết quả rất thú vị trên cả hai phương diện. Không phụ thuộc vào mức độ nổi tiếng của bản thân mình, khi những người tham gia được xem ảnh của những người bạn nổi tiếng hơn, não của họ sẽ thể hiện nhiều hoạt động thần kinh hơn trong hệ thống nhận thức xã hội. Yếu tố liên quan đến việc thấu hiểu cách người khác suy nghĩ và cảm nhận về đối phương. Điều này cho thấy rằng khi càng quan tâm đến mức độ nổi tiếng của một người, ta càng có động lực để xem xét và phân tích xem họ đang nghĩ gì. Ở những người tham gia có mức độ nổi tiếng cao hơn, hình ảnh chụp phản xạ thần kinh cho thấy họ thậm chí còn nhạy cảm hơn nữa với cấu trúc xã hội. Ở cấp độ tiềm thức, não bộ của họ nhạy cảm hơn so với sự nổi tiếng của người khác. Tất cả những người tham gia đều thể hiện các mức hoạt động não bộ khác nhau, tùy vào mức độ nổi tiếng của những người mà họ thấy. Tuy nhiên, mức độ hoạt động não bộ này ở những người nổi tiếng sẵn khác biệt lớn hơn so với những người không nổi tiếng. Điều đó có nghĩa là họ đồng cảm hơn và có nhận thức rõ rệt hơn về mối quan hệ trong các nhóm xã hội. Cũng có thể hiểu là những người nổi tiếng trở nên nổi tiếng là bởi, về bản chất, họ quan tâm tới việc trở nên nổi tiếng. Đây là một lời giải thích hợp lý về việc tại sao ngay từ lúc đầu những người này lại trở nên nổi tiếng. Họ có nhận thức sâu sắc hơn về mức độ nổi tiếng của người khác. Nhờ đó, họ sắp xếp, chọn lọc mối quan hệ với những người có địa vị xã hội cao hơn. Phát hiện này cũng phù hợp với nghiên cứu tâm lý trước đây, cho rằng những đứa trẻ nổi tiếng có xu hướng ý thức rõ ràng so với việc ai nổi tiếng với ai hay không. Thật khó để nói giảm, nói tránh thực tế này. Thông thường thì mọi người sẽ trao cho nhiều bạn tài nguyên hơn khi bạn có địa vị xã hội cao hơn. Chắc chắn điều này sẽ giải thích tại sao người nổi tiếng lại là một điều đáng mơ ước. Nhưng đồng thời, sở hữu địa vị xã hội cao cũng là một lời nguyền nếu người ta không thể kiềm chế cái tôi của mình khi nhận được những ưu ái to lớn. Về cơ bản, đây là lời giải thích có cơ sở về các nhóm xã hội hình thành và lý do tại sao một người mới lại có thể gặp khó khăn khi hòa nhập vào một nhóm. Giao lưu với những người nổi tiếng là một phần của việc trở nên nổi tiếng và các thành viên trong mạng lưới xã hội của bạn có thể đóng vai trò quan trọng đối với cách người khác nhìn nhận mức độ nổi tiếng của bạn. Xuyên suốt cuốn sách này, ta còn bàn tới một vấn đề nữa, đó là làm thế nào để được chấp thuận, gia nhập vào một mạng lưới xã hội. Tuy nhiên, chìa khóa để trở nên nổi tiếng vẫn là thấu hiểu địa vị xã hội và những yếu tố có thể thay đổi nó. Sự thống trị và uy tín. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, mối liên hệ giữa cấu trúc não bộ và hành vi xã hội của một người dường như không quá rõ ràng. Nhìn vào số lượng nghiên cứu khoa học về đề tài này là hiểu. Bình thường ta đâu có đo lượng dopamine của mỗi người. Về cơ bản, có hai phương thức giúp chúng ta đạt được địa vị xã hội, sự thống trị và uy tín. Hai yếu tố này phân loại những cách tiếp cận khác nhau của chúng ta trong các tình huống xã hội. Việc xem xét cẩn thận hai yếu tố này, đồng thời áp dụng có chừng mực, đúng thời điểm và hợp lý, có thể giúp bạn nâng cao thứ bậc của xã hội. Sự thống trị có nghĩa là mạnh hơn, đáng e dè hơn hoặc quyền lực hơn những người khác. Mặt khác, uy tín có nghĩa là những kỹ năng, thành công và hiểu biết hơn người bình thường. Đây là những cách truyền thống để trở thành người nổi tiếng. Trong quá trình trưởng thành, hầu hết chúng ta, nếu không muốn nói là tất cả, đã trở nên quen thuộc với sự thống trị. Ta tưởng như đây là phương pháp tốt nhất hay thậm chí là duy nhất để đạt được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Thường thì những kẻ bắt nạt ở trường học sẽ sử dụng các trò đe dọa, ép buộc và tỏa ra bầu không khí khiến người khác sợ hãi. Chúng thường giống như những con thú đầu đàn, trong khi đó những học sinh nỗ lực đạt điểm cao ở trường lại hiếm khi được xã hội đánh giá cao vì điều đó. Ít nhất thì đó cũng là thực tế ở các nền văn hóa phương Tây. Tuy nhiên, những người đạt điểm cao sẽ có nhiều cơ hội hơn để học lên cao, đồng thời có được sự nghiệp sáng lạng hơn. Do đó, sau này trong cuộc sống, họ có thể được công nhận và tôn trọng vào những kỹ năng, thành công, kiến thức của họ. Joseph Henrich và Gil White đã nghiên cứu về sự thống trị và uy tín trong bối cảnh xã hội học và dân tộc học. Họ phát hiện ra hai con đường dẫn tới địa vị xã hội này, phát triển hoàn toàn riêng biệt và phục vụ những mục đích khác nhau. Hai phương thức này thể hiện ở các mức độ khác nhau, tùy vào từng tình huống, bối cảnh hoặc tổng thể của nền văn hóa.
khuynh hướng tinh thần và thể chất của một người sẽ tự nhiên xác định tiến lược nào là hữu ích nhất. Họ có thể kết hợp cả hai cách để sử dụng trong một tình huống nhất định. Một người trưởng thành trong một xã hội không mấy cấp tiến hoặc trong một môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như nhà tù, có thể nghĩ rằng khả năng đe dọa người khác là cách hiệu quả nhất để leo lên những bậc thang cao hơn trong hệ thống phân cấp xã hội. Và tất nhiên nếu một người có xu hướng thách thức và chiến đấu, hoặc có thể lực cường tráng bẩm sinh, thì bạn có thể phần nào đoán được con đường mà họ sẽ chọn. Đối với những người sống trong môi trường xã hội vắng bóng các hành sự có tính chất áp chế đối phương, thì việc sử dụng những kỹ năng trí óc cần thiết để tiếp thu kiến thức và phát triển những ý tưởng có giá trị cho xã hội sẽ giúp họ có xu hướng đạt được địa vị xã hội thông qua con đường xây dựng uy tín. Như tôi đã đề cập ở trên, xác định cách tiến vào xã hội theo hướng thống trị hay xây đắp uy tín là một vấn đề hoàn toàn thiết thực. Chúng ta có thể điều chỉnh xu hướng xã hội của mình giữa hai phân cực này. Chúng ta có thể chú ý lưu tâm đến điều đó và chúng ta có thể cố gắng hành xử hiệu quả hơn bằng cách coi cả hai xu hướng này như một bản đồ chỉ đường. Bạn có thể cân nhắc những việc cần thực hiện để nâng cao vị thế xã hội của chính mình. Việc này đòi hỏi bạn phải đánh giá trung thực về các đặc điểm tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân để bạn có thể sử dụng hợp lý những gì bạn sở hữu và giảm thiểu sai sót. Hãy nhớ rằng không có quy trình từng bước cứng nhắc, cũng không có đúng sai tuyệt đối trong hai cách tiếp cận trên. Cả hai con đường đều ẩn chứa nhiều cạm bẫy nếu bạn không biết cân bằng, không tự đánh giá kỹ lưỡng và không biết hành động một cách tinh tế và khéo léo. Ví dụ, bạn có thể giành được quyền lực nếu bạn đi theo con đường thống trị quyết liệt, giống như kẻ bắt nạt to khỏe ở trường tiểu học vậy. Nhưng liệu làm thế có đáng hay không nếu phải hy sinh cảm tình từ người khác trong quá trình theo đuổi con đường này? Liệu những điều bạn đạt được có tương xứng với những oán giận bạn phải gánh chịu hay không? Đóng vai trò thống trị đòi hỏi bạn phải có khả năng chịu trách nhiệm ở mức nhất định. Vòng tròn xã hội của bạn sẽ luôn trông đợi bạn phải đạt được kết quả. Mọi người có xu hướng đặt kỳ vọng vào một người có phẩm chất lãnh đạo. Người sẽ đảm bảo với mọi người rằng mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát. Con người thường có phản ứng tích cực với những người tỏ ra vẻ tự tin và quả quyết. Khi đặc điểm này phát triển tới mức cực đoan, trở thành tự mãn hoặc chỉ biết bản thân của mình, thì nhiều vấn đề sẽ xuất hiện. Hơn nữa, sự đồng cảm là yếu tố rất quan trọng và kết quả sau cùng cũng vậy. Đi theo con đường thống trị có nghĩa là cần phải đáp ứng rất nhiều kỳ vọng. Mặt khác, để trở thành người thống trị, thể chất cũng đóng một vai trò rất quan trọng. Vì những người có tầm vóc to lớn có thể dễ dàng đi theo con đường này hơn là những người không đặc biệt cao to hay mạnh mẽ. Nhưng khía cạnh này cũng cần suy ngẫm sâu một chút. Vóc dáng và vẻ cường tráng bề ngoài ảnh hưởng tới sự thống trị như thế hay sao? Ví dụ một người béo phì cao 1m8 và nặng hơn 100 cân thì ít đáng sợ hơn nhiều so với một người cũng cao 1m8 và nặng hơn 100 cân nhưng lại là một vận động viên thể hình. Vẻ bề ngoài đôi khi chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài. Bên cạnh đó, sức mạnh có thể bộc lộ dưới nhiều dạng khác nhau. Sức mạnh thể chất chưa chắc đã đi cùng với sức mạnh của ý chí. Thế con đường xây đắp uy tín thì sao? Mặc dù không thấy dễ, nhưng cũng có rất nhiều cạm bẫy trên con đường này. Tính tự phụ thường kéo ta xuống mồ. Một cá nhân thông minh và hiểu biết có thể sẽ khó đạt được địa vị xã hội nhờ con đường uy tín nếu anh ta liên tục khoe mẽ về sự thông minh và thành công của mình. Thường sẽ phải rất là khéo léo để khiến cho mọi người biết đến năng lực trí tuệ của bạn mà không tạo ấn tượng xấu là một kẻ kiêu ngạo hay ưa phán xét. Việc có kỹ năng giỏi, thành công và hiểu biết sẽ không mang lại nhiều ý nghĩa về mặt xã hội nếu bạn không có khả năng giao tiếp để bộc lộ tài năng của mình theo một cách mà những người bình thường có thể hiểu và đánh giá cao. Chìa khóa ở đây là hiểu rõ ràng, mục tiêu vươn lên dẫn đầu của bạn vẫn cần đảm bảo các chuẩn mực đạo đức, không ngừng soi chiếu bản thân để ý tới cảm nhận của người khác. Có những con đường tắt để đi đến thành công nhanh chóng, nhưng chắc chắn là chúng ta không nên lựa chọn những con đường đó. Nếu một người phải hạ thấp người khác xuống để bộc lộ sức mạnh thống trị, thì cuối cùng người ấy cũng chỉ lộ ra sự bất an và yếu kém mà thôi. Một huấn luyện viên thể hình mà thiếu kiến thức hoặc kỷ luật trong việc rèn luyện sức khỏe của mình thì sẽ không đạt được những người khác tin tưởng, đặc biệt là đối với những người muốn trở nên khỏe mạnh và sở hữu vóc dáng cân đối. Một cách tự nhiên, mọi người thường coi trọng những ai thể hiện được sự thống trị và uy tín, và bạn cần nâng cao các phẩm chất của mình trên cả hai khía cạnh đó một cách chân thật.
Bất kể bạn lựa chọn cách nào để leo lên những nấc thang của hệ thống cấp bậc xã hội, việc bạn hành xử chân thành cũng như ý thức được cách người khác nhìn nhận bạn trong suốt quá trình này chắc chắn sẽ giúp bạn tăng khả năng thành công. Không ai trong chúng ta bẩm sinh đã có bộ não phù hợp để đạt được những thành công trong xã hội, cũng như không ai sinh ra đã có thể chơi bóng rổ một cách chuyên nghiệp. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể cải thiện những đặc điểm tự nhiên của mình và thực hiện một hoặc hai bước nhảy vọt để nâng cao những giá trị bản năng, nồng ấm và năng lực. Trong phần trước, chúng ta đã bàn về hai cách tiếp cận để leo lên những bậc thang của hệ thống phân cấp xã hội. Tuy nhiên, chúng ta chưa xem xét điều gì thực sự là chất keo gắn kết mọi người với bạn. Những điểm thực sự khiến một người đáng mến là gì? Hãy nghĩ về những người bạn quen biết và yêu mến. Tại sao bạn lại thích họ? Bạn nghĩ tại sao người khác lại thích bạn? Susan Fitch và Amy Cuddy đã thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu về các câu hỏi này và xác định rằng chúng ta đánh giá mọi người dựa trên hai tiêu chí chính: sự nồng ấm và năng lực của họ. Ở đây, đánh giá chỉ có nghĩa là quyết định xem bạn có thích, tin tưởng và tôn trọng một người hay không, có muốn tương tác nhiều hơn với họ hay không. Theo Fitch và Cuddy, việc quý mến và tôn trọng chiếm khoảng 80% các tiêu chí đánh giá của chúng ta dành cho người khác. Sau đó sẽ giúp chúng ta xác định liệu chúng ta có nên làm việc với họ, hẹn hò hay kết bạn với họ hay không. Nói cách khác, đó là một vấn đề rất lớn. Hai đặc điểm này có thể lập ra một ma trận gồm 4 kiểu chân dung. Dù vô thức hay có ý thức, chúng ta đều đang truyền tải thông tin cho người khác, tiếp nhận và ghi lại, giúp họ quyết định xem chúng ta có phải là những người dễ mến hay không. Tương tự, chúng ta liên tục thu nhận thông tin như thế từ những người khác và xác định xem ta có thích họ và muốn gần gũi với họ hơn hay không. Nếu trở nên dễ mến là một mục tiêu của bạn, bạn nên chú ý đến cách thể hiện bản thân của mình. Một người nồng ấm và có năng lực sẽ giành được sự ngưỡng mộ của người khác. Hãy nghĩ về một vị lãnh đạo đầy sức hút hoặc một người quyến rũ vô cùng mà mọi người đều yêu mến và muốn trở thành người như họ. Họ là mẫu người truyền cảm hứng và có thể dẫn dắt người khác, khiến mọi người mê mệt, là những cá nhân khiến ta muốn noi theo họ. Những người giàu năng lực nhưng lại kém thân thiện cũng được tôn trọng, nhưng lại không được yêu mến, họ có nguy cơ bị người khác ghen tị. Trong công việc thì điều đó cũng ổn, nhưng bạn sẽ không muốn trở thành một kẻ biết tuốt đáng sợ hoặc bị coi là một gã thông minh nhưng xấu bụng. Nhiều nhà quản lý bị ám ảnh bởi hiệu suất đã rơi vào trường hợp này. Họ dành thời gian để củng cố năng lực nhưng lại quên chăm sóc khía cạnh ấm áp của bản thân. Một người nhiệt tình nhưng năng lực lại có hạn, có thể được yêu thích nhưng chưa chắc đã được tôn trọng. Đó là một người mà chúng ta thường thương hại. Ví dụ như một bà lão vô cùng tốt bụng nhưng không có khả năng làm được mấy việc. Bạn có thể thực sự quan tâm đến họ nhưng vẫn nghĩ họ là một tên ngốc vụng về. Hãy nghĩ về hình mẫu anh hề trong lớp học. Cậu bạn này thường phải dựa vào người khác khi thực hiện những công việc nặng nhọc, nhưng mọi người cũng chẳng bận tâm vì cậu ta rất dễ mến và khiến mọi người vui vẻ khi ở cạnh cậu ta. Những người vừa thiếu nhiệt tình, vừa thiếu luôn cả năng lực sẽ khiến ta khinh thường. Ta chẳng có cảm tình gì với những người như vậy. Họ không đáng yêu mà cũng không giỏi bất cứ thứ gì. Và ta có thể đánh giá rằng thật không đáng dành thời gian cho những người như thế. Đây là miêu tả chúng ta dành riêng cho những kẻ phạm tội, những kẻ chống đối xã hội và những kẻ lười biếng, ích kỷ. Nhóm người mà chúng ta vừa không ưa, vừa không hề tôn trọng. Bộ khung này có thể rất hữu ích, đặc biệt là giúp ta suy nghĩ mình phải ứng xử ra sao trong các tình huống xã hội. Khi có năng lực, ta truyền cảm hứng để mọi người tôn trọng. Khi ấm áp, nhiệt tình, ta truyền cảm hứng để mọi người tin tưởng. Cả hai điều này đều quan trọng nếu ta muốn đạt được yếu tố để người khác yêu mến và duy trì các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Nếu không có được hai yếu tố này, bạn có thể bị coi là lạnh lùng, không đáng tin cậy, đần độn hoặc là một kẻ khiến người ta chỉ lãng phí thời gian nếu để giao du. Hãy cùng bàn về yếu tố năng lực. Chính xác là một người được coi là có năng lực khi bạn có thể có bằng cấp, cung cấp một dịch vụ có giá trị, giải quyết được một vấn đề hoặc lãnh đạo một đội nhóm. May mắn thay, nhiều người sẽ nhìn nhận việc có năng lực trong một lĩnh vực đồng nghĩa với có năng lực trong nhiều lĩnh vực khác.
đặc biệt nếu cá nhân đó có năng lực trong một lĩnh vực có thể khái quát hóa, tức là một lĩnh vực đòi hỏi khả năng lãnh đạo tốt, kiến thức chuyên sâu, trí thông minh và siêng năng cần cù. Một điều may mắn nữa là chúng ta có xu hướng rất bao dung khi nhìn nhận năng lực của ai đó và hiếm khi tước đi danh hiệu có năng lực mà ta đã trao cho một người, kể cả sau này người đó có những biểu hiện yếu kém. Ta sẽ gạt bỏ thất bại ấy sang một bên và cho rằng đó chỉ là một sự cố ngẫu nhiên. Tuy nhiên, sự nhiệt tình nồng ấm thì khác. Theo quan điểm tiến hóa, việc đánh giá chính xác sự nhiệt tình của người khác là điều kiện cơ bản để sinh tồn. Ở đây, ta đánh giá sự nồng ấm theo cách ngược lại với năng lực. Một hành động tử tế đơn lẻ sẽ được đánh giá cao nhưng hiếm khi được khái quát hóa, trong khi chỉ một hành động không tử tế ta cũng sẽ không bao giờ được lãng quên và dễ bị lấy làm đại diện cho bản chất của cả một con người. Đây có thể là một giả định vô thức rằng ta rất dễ giả vờ là người tốt, trong khi có thể bộc lộ bản chất của mình thông qua đúng một lần hành xử thô lỗ, ích kỷ hay thiếu tế nhị. Sau khi biết tất cả những điều trên, làm sao có thể đảm bảo rằng ta có thể hiện mình là một người năng lực và cư xử nhiệt tình, nồng ấm trong tương tác với người khác? May mắn là ở đây không phải là việc khó. Hãy thường xuyên mỉm cười chân thành và giao tiếp bằng mắt. Hãy thể hiện sự thấu hiểu về cảm xúc chứ không chỉ về trí tuệ đối với mọi người và các thông tin xung quanh bạn. Hãy thể hiện sự đồng cảm và trở thành người biết lắng nghe, cũng như bộc lộ rằng bạn quý mến và tin tưởng người khác. Khuyến khích họ cũng cảm thấy những điều tương tự với bạn. Hãy công bằng, trung thực và tử tế. Không phải điều gì cao siêu, nhưng đôi khi việc này đòi hỏi một chút nỗ lực có ý chí. Trong môi trường công sở, bạn có thể cần tập trung nhiều hơn vào việc thể hiện năng lực, mặc dù vẫn cần bộc lộ sự nhiệt tình nữa. Hãy cố gắng làm nổi bật các kỹ năng của bạn mà không khoe mẽ, không nói quá chậm và nhớ phát âm chuẩn chỉnh để thể hiện sự thông minh cũng như phát biểu rõ ràng và quyết đoán để bộc lộ sự tự tin. Những người được đánh giá là có năng lực thường có vẻ ngoài cân đối, khỏe mạnh cùng với tinh thần mạnh mẽ mà không bị thái quá. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ không muốn tạo ấn tượng là một người ăn uống quá nhiều, rượu chè, hút thuốc, chửi thề hoặc có vẻ là dễ bị mất kiểm soát. Điều quan trọng ở đây là đừng làm gì quá đà. Đôi khi tỏ ra lu mờ và khiêm tốn sẽ khiến người khác thấy rằng bạn không hề có cái tôi quá lớn và có thể dễ hợp tác khi làm việc tập thể. Thực tế đáng tiếc là con người có xu hướng đánh giá lẫn nhau rằng một người chỉ có thể có một trong hai đặc điểm: có năng lực hoặc nồng ấm thân thiện. Họ thường giả định rằng nếu không có đủ năng lực thì bạn phải hành xử tử tế, và nếu có năng lực bạn có thể không cần hành xử quá thân thiện với người khác. Điều này đồng nghĩa với sự thật là trong một số bối cảnh, nếu một người có được năng lực hoặc cư xử tử tế thì họ cũng bị coi là khuyết mất phẩm chất còn lại. Điều này lý giải định kiến thường đối với phụ nữ và các bà mẹ tích cực lao động. Những người bị cho là yếu kém về năng lực chỉ vì họ tốt bụng và chu đáo, hoặc một bác sĩ thô lỗ lại được cho là người có năng lực hơn thực tế chỉ vì anh ta quá cọc cằn và thiếu thân thiện với người khác. Sự nhiệt tình nồng ấm và có năng lực không nhất thiết phải đối lập nhau. Xét cho cùng, chúng ta ngưỡng mộ người khác là có lý do, và tất cả những cá nhân được đông đảo công chúng yêu mến chắc chắn phải có hai phẩm chất này. Vấn đề là ta phải cân bằng một cách cẩn thận và khéo léo về cách mọi người đánh giá chúng ta dựa trên hai tiêu chí trên. Hãy tập trung thể hiện những phẩm chất giúp truyền đạt sự nhiệt tình, tử tế mà không khiến người khác nghĩ rằng bạn có năng lực kém. Đây chính là phẩm chất mà ta thường gọi chung chung là phẩm chất đạo đức. Chẳng hạn như việc hành xử công bằng, trung thực và trung thành, những đức tính mà mọi người nghĩ những người dễ mến đều sở hữu. Về ngôn ngữ, cơ thể thì sao nhỉ? Bạn hãy đảm bảo mình luôn đứng thẳng lưng, giao tiếp bằng ánh mắt và nói năng rõ ràng, điềm tĩnh. Cố gắng đừng bắt chước theo một khuôn mẫu nào đó, ví dụ như cố trở thành một người siêu đáng sợ, một người cực kỳ tài giỏi hoặc một nhân vật thánh thiện, tử tế đến đáng ngờ. Hãy nhẹ nhàng chia sẻ những thành tích của bạn một cách khiêm nhường và chân thành, rồi bạn sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người mà không hề bị họ xa lánh. Tương tự như vậy, hãy hành xử ấm áp, cởi mở và thân thiện, nhưng thỉnh thoảng cũng đừng quên nói ra suy nghĩ của bạn. Duy trì ranh giới của bản thân và quyết đoán một chút để mọi người vừa tin tưởng vừa tôn trọng bạn. Tùy vào bối cảnh mà xác định cách bạn tương tác với người khác, cách bạn cư xử ở nơi làm việc,
sẽ khác với cách bạn cư xử với người yêu, bạn bè hoặc con cái. Cuối cùng, giả như bạn bối rối, hãy ưu tiên duy trì những mối quan hệ chân thực và ấm áp với mọi người. Bạn luôn có thể gây ấn tượng với mọi người bằng kỹ năng của mình về sau này. Việc được đánh giá cao và được những người xung quanh tôn trọng không phải chỉ là những bận tâm của trẻ con. Điều này vượt ra ngoài khuôn mẫu đứa trẻ khuôn ngầu trong hình dung chung của thanh thiếu niên. Đây không chỉ đơn thuần là trò chơi cố trở nên nổi tiếng, rằng có mục tiêu chỉ cần đạt được về số lượng bạn bè, người quen hoặc người theo dõi. Với sự trợ giúp của những nhà nghiên cứu, chúng ta hiểu được một điều, có địa vị xã hội mang lại nhiều ý nghĩa hơn thế. Sự nổi tiếng tác động tới thể chất, chính xác hơn là tác động tới nhận thức. Nghiên cứu về cấu trúc và các yếu tố hóa học của não bộ đã củng cố quan điểm rằng có mối tương quan giữa xã hội hóa hiệu quả với số lượng các thụ thể dopamine trong não. Điều này có nghĩa là càng có nhiều dopamine trong não, mọi người sẽ càng hòa nhập với xã hội tốt hơn. Sự nổi tiếng cũng bao hàm trách nhiệm đối với cảm xúc của người khác. Trở nên nổi tiếng khác hoàn toàn với việc tự cho mình là trung tâm và coi mình quan trọng hơn tất cả mọi người. Khi được nhiều người biết đến và công nhận, một cá nhân phải rất biết cách kết nối với người khác, bao gồm cả việc nhạy cảm với hạnh phúc của mọi người. Việc cố gắng đạt được một địa vị xã hội tốt hơn cũng như bất kỳ nỗ lực nào khác đều đòi hỏi ta phải có năng lượng. Nếu không có động lực, đơn giản là ta sẽ không có những năng lượng để tiến lên. Chúng ta đã thảo luận về phương pháp điều chỉnh lượng dopamine bằng hóa chất. Đây là một phương pháp khả thi nhưng đồng thời có nguy cơ trở thành một thảm họa. Phương pháp này cần sự trợ giúp của chuyên gia và thực sự chỉ nên áp dụng cho những người đã quá nghiện các hành động làm tăng nồng độ dopamine một cách nhân tạo. Thay vì thế, chúng ta có những phương pháp khác dựa trên các nghiên cứu tâm lý học để tiến cao hơn trên hệ thống phân cấp xã hội. Ta có thể áp dụng tri thức từ những nghiên cứu này như kim chỉ nam trong thực tế. Theo nghiên cứu, sự thống trị và uy tín là hai cách thức cơ bản để mọi người trở nên nổi tiếng trong mắt những người xung quanh. Những đặc điểm này sớm bộc lộ trong các tương tác xã hội vào những năm tháng mà ta định hình tính cách. Chúng biến đổi khi chúng ta bước vào tuổi trưởng thành và tiếp tục quyết định hình thức tương tác của chúng ta. Bí quyết thực sự ở đây là làm sao cân bằng giữa hai yếu tố này. Bạn có thể cân bằng thành công miễn là chú ý đến nó và một trong những mục tiêu của bạn vẫn là luôn hành xử chân thành đúng với bản chất của mình. Nhưng điều gì thực sự khiến một cá nhân sở hữu trí thông minh xã hội cao trở nên thu hút? Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa khả năng hoàn thành mọi công việc và cư xử tử tế chân thành. Bạn cần phải vừa ấm áp tốt bụng, vừa có năng lực để khơi gợi sự ngưỡng mộ từ người khác mà không khiến họ thương hại, khinh thường hay là ghen tị. Giờ đây, bạn hãy gác lại ý niệm khuôn ngầu đi. Đó chỉ là tưởng tượng của những học sinh phổ thông thôi. Cách tốt nhất để nên khuôn ngầu là hãy trở nên nồng ấm và tử tế. Mọi việc đều xoay quanh những hành xử chân thành và đáng tin cậy. Tổng kết chương. Đầu tiên, trí thông minh xã hội xoay quanh việc làm thế nào để trở nên dễ mến và nổi tiếng hơn. Nếu suy nghĩ về câu hỏi này trên quan điểm tiến hóa, bạn có thể cho rằng nó có liên quan đến vị thế của một cá nhân trong bộ lạc. Và thành thật mà nói, bạn đã đoán đúng. Thực tế cho thấy chúng ta vẫn rất gần gũi với tổ tiên nguyên thủy của mình. Một lưu ý thú vị là các học sinh cấp 3 có thể đại diện cho các vị tổ tiên này. Bởi vì giới trẻ quan tâm nhiều hơn hẳn tới địa vị xã hội và cách chúng đánh giá điều đó cũng khá là đơn giản. Một vài yếu tố tiêu biểu xác định ai là người dễ mến và được yêu thích bao gồm động lực và sự nhạy cảm với việc trở nên nổi tiếng. Nói cách khác, người muốn nổi tiếng, muốn được đông đảo người khác biết tới, đồng thời hiểu được sự khác biệt giữa những người nổi tiếng và những người bình thường, sẽ đạt được mục đích của mình. Điều tương tự cũng đúng khi nói về việc mọi người muốn có một công việc tốt hơn hoặc muốn học cách chơi piano chẳng hạn. Nếu họ thực sự muốn làm điều đó và nhạy bén với những yếu tố xác định đâu là người chơi piano giỏi và đâu là người chơi piano kém, họ chắc chắn sẽ có cơ hội thành công cao hơn, đạt được vị thế xã hội cao trong cuộc sống và được mọi người yêu mến cũng có thể diễn giải theo quy tắc tương tự. Chúng ta hãy cùng bàn đến vài thứ từ thời xa xưa. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng 4 đặc điểm sau đây là những điều mà người mong muốn thu hút họ và đưa họ tiến đến vị trí cao hơn trong hệ thống cấp bậc xã hội. Đó chính là sự thống trị, uy tín, sự nồng ấm và năng lực.
các nghiên cứu trình bày những tổ hợp đặc điểm rất hợp lý để một người được đánh giá là tuyệt vời, nổi tiếng, dễ mến và có địa vị xã hội cao. Hãy nghĩ về cách những đặc điểm này được bộc lộ trong môi trường bộ lạc, hoặc khi chúng ta tạo nên những hình mẫu về các nhà lãnh đạo. Khi chúng ta nghĩ như vậy, có thể thấy rằng chúng ta là một loài khá đơn giản. Chương 3. Nhận thức tâm lý. Ngay khi bắt gặp ai đó, bạn có thể bắt đầu đánh giá họ trong tiềm thức. Họ trông có vẻ thân thiện hay xa lánh, lo lắng hay điềm tĩnh, năng động hay uể oải, v.v. Bạn sẽ phản ứng như thế nào với những nhận định này? Bạn đang đưa ra những đánh giá dựa trên ấn tượng đầu tiên, có thể là trước cả khi họ cất tiếng nói. Như người ta thường bảo, ấn tượng đầu tiên sẽ tồn tại rất lâu. Dù tốt hay xấu, những ấn tượng này thường được não bộ của chúng ta ghi nhớ và thậm chí là ghi nhớ rất lâu sau những sự kiện diễn ra. Trong tâm trí người khác, ta trở thành chính ấn tượng đầu tiên mà họ có về ta. Nói cách khác, cách người khác nhìn nhận bạn và ngược lại trong lần gặp gỡ đầu tiên có thể đóng vai trò quan trọng trong thành công xã hội của bạn. Nhận thức của bạn về những người mà bạn tương tác sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn về họ, cách bạn tiếp cận họ, cảm nhận của bạn về họ và ấn tượng mà bạn dành cho họ. Tiếp đến, những điều này cũng ảnh hưởng tới cách họ phản ứng, cảm giác của họ về bạn và cách họ nhìn nhận bạn. Sức mạnh của ấn tượng đầu tiên đôi khi gây sốc ở chỗ, nó có thể tồn tại trong tiềm thức và theo những cách rất là khó nhận ra. Cũng có thể nói là chúng ta rất kém che giấu suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của chúng ta hầu như luôn bộc lộ trong từng hành vi. Suy nghĩ có thể không hiện rõ trên khuôn mặt của chúng ta hoặc không lộ ra qua ngôn ngữ hình thể, nhưng mọi thứ sẽ dần tích tụ lại và hiển lộ. Do đó, chỉ riêng việc hiểu được vai trò của nhận thức trong các tương tác là ta đã sở hữu một kỹ năng đem lại những thành công về mặt xã hội. Cần lưu ý rằng, nhận thức ở đây là một điều hoàn toàn khác với bản chất thực tế. Điều này củng cố cho quan điểm rằng cuộc sống xoay quanh bề ngoài của vạn vật thay vì nội dung bên trong, tức là nhận thức, các chiêu trò quảng cáo, vẻ ngoài gợi cảm và ấn tượng đầu tiên là những yếu tố rất quan trọng. Hãy biến thông tin này trở thành lợi thế của chúng ta. Được và mất. Bất cứ khi nào bạn đọc ngôn ngữ cơ thể và nét mặt của mọi người trước và trong lúc tương tác với họ, rất có thể họ cũng đang làm như thế với bạn. Đối phương càng có vẻ thích bạn, bạn càng có khả năng chấp nhận và yêu mến họ nhiều hơn. Người khác đối xử với bạn càng lạnh lùng, bạn càng nhiều khả năng sẽ không thích họ. Nghe có vẻ khá tự nhiên phải không? Phản ứng này là trung tâm của nguyên tắc được mất. Cụ thể là khi cảm nhận của một người về một người khác ngày càng diễn biến tích cực, thì người kia cũng nhiều khả năng sẽ có cảm tình và ngược lại. Tác động mạnh nhất của nguyên tắc được mất xuất hiện khi một người mới đầu có nhìn nhận tiêu cực về đối phương, nhưng sau đó vì bất kỳ lý do nào mà chuyển sang có quan điểm tích cực hơn về anh ta. Nếu một ai đó nhận thức như vậy với bạn, thì điều này nhiều khả năng sẽ dẫn đến sự thay đổi tích cực tương tự ở bạn, khiến bạn có cảm tình hơn với anh ta. Các nhà tâm lý học Elliot Aronson và Darwin Linder đã tiến hành một thí nghiệm vào năm 1965 để kiểm chứng nguyên tắc này. Nghiên cứu tổ chức các cuộc gặp mặt được dàn dựng giữa những người tình nguyện và một nội gián, thuật ngữ ám chỉ một diễn viên thường tham gia vào các thí nghiệm khoa học xã hội. Người này giống như một công cụ để gây ảnh hưởng có chủ đích lên các đối tượng nghiên cứu để tạo dựng bối cảnh hoặc gây ra một số phản ứng. Trong trường hợp này, các nội gián đóng vai trò thao túng các đối tượng nhằm kiểm tra xem ý kiến của chúng ta về những người khác phụ thuộc như thế nào vào ý kiến của họ đối với chúng ta. Các nhà nghiên cứu đã yêu cầu các nội gián đưa ra nhận định về những tình nguyện viên trước và sau khi những nội gián này phỏng vấn họ. Và các nhà nghiên cứu cố tình trò chuyện với nội gián trong tầm nghe của những người tình nguyện để họ có thể hóng được thông tin. Sau đó, những người tình nguyện viên được yêu cầu điền vào một biểu mẫu gồm một số câu hỏi về việc họ nhận định ra sao về những nội gián họ đã gặp và tình cờ nghe được cuộc hội thoại chia sẻ nhận định. Kết quả cho thấy các đối tượng nghiên cứu có xu hướng thích những nội gián hơn cả khi nội gián ban đầu đánh giá thấp họ, nhưng sau đó lại thay đổi quan điểm và có cảm tình tốt hơn. Ngược lại, nếu người nội gián này lúc đầu đánh giá cao họ, nhưng sau đó chuyển sang ý kiến tệ hơn, các đối tượng tham gia nghiên cứu sẽ thể hiện là họ không thích người nội gián này nhất. Trong trường hợp mà ý kiến của nội gián không thay đổi, người tham gia sẽ có quan điểm khá nhẹ nhàng.
Tiến sĩ Michael Palmer khẳng định rằng nếu một người bộc lộ nhiều cảm xúc tích cực với bạn, thì khả năng lớn là bạn cũng sẽ có cảm nhận tương tự về anh ấy, cô ấy. Đơn giản và dễ hiểu vậy thôi. Tất nhiên, ta không thể bày tỏ toàn bộ những cảm xúc này, nên chúng ta chỉ thường khiến người khác có nhận thức tích cực hơn về mình bằng cách hành xử dễ chịu với đối phương, thể hiện trạng thái tích cực và gia tăng tình cảm bất cứ khi nào phù hợp. Và nếu có người nào mà mới bắt đầu bạn không mấy thiện cảm với họ, thì khi bạn thay đổi sang thái độ tích cực hơn, điều đó thậm chí có thể tạo ra hiệu ứng rất mạnh mẽ. Một phần quan trọng của nghiên cứu là những người tham gia biết được quan điểm của những nội gián một cách tinh tế, chứ không phải thông qua những lời khen hay sự bày tỏ thiện cảm trực tiếp, thẳng thắn. Bạn cũng có thể bày tỏ một cách tinh tế tương tự bằng cách kể những câu chuyện nho nhỏ và đầy tích cực khi nói về bạn bè và người quen của mình. Nói cách khác, điều quan trọng là bạn phải đưa ra những ý kiến tích cực và sự tích cực ấy rồi sẽ quay trở lại với bạn. Nếu bạn luôn nói tốt về người khác sau lưng họ, thông tin đó có thể được truyền tới tai họ và tự động giúp họ có thiện cảm hơn với bạn. Khi muốn bộc lộ trực tiếp hơn, bạn có thể sử dụng nguyên tắc được mất khi khen ngợi người khác. Ví dụ, bạn có thể nói rằng, khi mới quen anh, tôi đã nghĩ, điền vào các đặc điểm tính cách tiêu cực, trung tính. Nhưng giờ đây, khi đã quen anh, tôi có thể thấy rằng anh thực sự dèn vào các đặc điểm tính cách tích cực. Khi khen một người nào đó, bạn sẽ khiến họ cảm thấy rằng họ đã chinh phục được bạn, do đó khiến họ thích bạn nhiều hơn. Đặc điểm này nghe có vẻ quá hiển nhiên, nhưng khoa học vẫn khẳng định lại một lần nữa. Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng quá nhiều lời khen ngợi. Một nghiên cứu được thực hiện tại Đại học Minnesota vào năm 1965 đề cập tới một khía cạnh khác của nguyên tắc được mất, đó là việc khen ngợi hoặc đưa ra nhận xét tích cực khi có tác động lớn hơn tới người nhận lời khen nếu bạn chỉ thỉnh thoảng mới làm điều đó. Nhóm các nhà tâm lý học đã chia những người tham gia, 80 nữ sinh viên đại học, thành cặp để thực hiện một nhiệm vụ và sau đó, giống như thử nghiệm của Aronson và Linder, họ để các sinh viên nghe lỏm người cùng cặp nói về họ. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đã hướng dẫn một nửa số người cùng cặp cần nói những gì để quan sát kết quả. Một số sinh viên đưa ra nhận xét tiêu cực hoặc tích cực cả trước và sau khi trò chuyện với người cùng cặp, trong khi một số sinh viên khác thì chuyển từ tích cực sang tiêu cực và ngược lại. Kết quả chỉ ra rằng những người đưa ra nhận xét ban đầu tiêu cực và sau đó trở nên tích cực là những người được yêu thích nhất, được thích nhiều hơn cả những người luôn đưa ra ý kiến tích cực. Như trong trường hợp của nghiên cứu đầu tiên, những người tham gia cảm thấy đặc biệt yêu mến những người mà họ đã giành được thiện cảm. Có một điều có thể rút ra từ những kết quả nghiên cứu này, đó chính là ấn tượng tích cực chỉ có phép màu ở một mức độ nhất định nào đó. Một khi bạn đã chạm tới điểm giới hạn này, thật khó để vượt qua ngưỡng. Dù vậy, hẳn rằng những lời khen sẽ có hiệu quả trong lần gặp mặt đầu tiên với một ai đó. Vậy còn điều gì khác ta có thể rút ra từ nghiên cứu này? Nếu bạn muốn ai đó thích bạn, thì thỉnh thoảng khen ngợi người đó một cách hay, nhưng hãy cẩn trọng để đừng lạm dụng lời khen. Chỉ cần để mọi người biết là bạn thích họ và coi họ như một người bạn hay một người đồng minh. Đừng giữ khoảng cách hay tỏ ra quá cẩn trọng trước họ, bởi họ cũng sẽ phản ánh tương tự như vậy với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn quá nhiệt tình hoặc quá khen ngợi, đến mức độ tạo ra cảm giác thiếu chân thành hoặc đeo bám, rất có thể thành công xã hội mà bạn mong muốn sẽ trở nên xa vời. Một lời khen sâu sắc, dù chỉ đôi lúc mới xuất hiện, vẫn sẽ đem lại cảm giác tốt đẹp hơn nhiều so với những lời khen ngợi nông cạn lặp đi lặp lại nhiều lần. Đặc biệt nếu bạn đối chiếu cảm giác bây giờ với cảm nhận tiêu cực mà bạn từng có về đối phương trước đây và hành động của họ lúc này đạt tới mức mà bạn không còn cách nào khác ngoài việc phải thay đổi quan điểm về họ. Hãy nhớ rằng bạn không cần phải thực sự thích ai đó, nhưng ít nhất hãy khiến họ có cảm giác là bạn thích họ. Hiệu ứng Pygmalion, hành động như thể bạn thích ai đó rất hữu ích trong việc khiến bản thân trở nên đáng yêu và việc đưa ra một loạt kỳ vọng tích cực về đối phương cũng hữu ích tương tự như vậy. Điều trên được gọi là hiệu ứng Pygmalion, đặt theo tên nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, một người say mê bức tượng điêu khắc của chính mình. Hiệu ứng này nói rằng nếu bạn nuôi dưỡng một hình dung về hành vi và tính cách của một cá nhân, thì người đó sẽ trở thành chính xác như vậy. Ẩn ý ở đây là bất kể khi bạn nhìn nhận ai đó ra sao, bạn sẽ đối xử với họ theo một cách làm khơi gợi ra hành vi mà bạn đã ấp ủ về họ.
Nếu bạn nghĩ ai đó cực kỳ khó chịu, bạn sẽ tỏ ra khó chịu với họ và thường hành động theo những cách kích thích, họ cũng hành xử khó ở trở lại. Nếu nghĩ không tốt về ai đó, bạn cũng sẽ cư xử theo một cách khiến họ phải hành xử tồi tệ. Mặt khác, nếu nghĩ tốt về ai đó, bạn đối xử với họ theo cách giúp khích lệ mặt tốt của họ và bạn sẽ cho họ nhiều hơn cơ hội. Bạn sẽ giúp họ thoải mái, khích lệ họ và bản thân họ cũng sẽ phát huy được mặt tốt trong bối cảnh đó. Hiệu ứng Bygdemarlion được phát hiện vào năm 1979 trong một nghiên cứu của Robert Feldman thực hiện trên sinh viên và giáo viên. Sinh viên được cho làm bài kiểm tra IQ và các giáo viên không được thông báo về kết quả. Tuy nhiên, các giáo viên được cho biết tên của 20% sinh viên có kết quả xuất sắc và có số IQ cực cao. Các sinh viên này được lựa chọn ngẫu nhiên. Vào cuối năm học, các sinh viên được cho làm một bài kiểm tra IQ khác và 20% sinh viên được lựa chọn ngẫu nhiên trước đây có mức tăng chỉ số IQ lớn nhất. Đó là những người khi trước đã được giáo viên cho là các sinh viên thông minh nhất. Điều này có nghĩa là gì? Dù vô thức hay có ý thức, các giáo viên đã đối xử khác biệt với họ và ưu ái họ nhiều hơn, vì thầy cô đã có ấn tượng với trí thông minh của họ. Các sinh viên lại trở thành người đúng như hình mẫu mà giáo viên đã ấp ủ. Bởi vậy, chìa khóa đã được yêu mến là có nhận thức tích cực về mọi người, để họ có thể trở thành con người tốt đẹp như chúng ta đã kỳ vọng. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của những kỳ vọng. Những suy nghĩ đó gần như là bê tông cốt thép xây dựng nên thực tại của chúng ta. Bạn tạo ra thế giới mà bạn đang sống thông qua niềm tin của chính mình. Bạn được mách rằng một ai đó rất quyến rũ và hấp dẫn. Bạn sẽ tìm hiểu sâu hơn về họ và có lẽ sẽ khám phá ra điều gì đó thú vị về họ. Ngược lại, nếu vẫn con người ấy nhưng bạn lại nghe nói rằng anh ta vô cùng nhạt nhẽo, bạn thậm chí có lẽ sẽ không thèm để tâm đến nét cuốn hút của anh ta. Những giả định về kỳ vọng của chúng ta quyết định hành động của bản thân và tạo ra những lời tiên tri tự ứng nghiệm. Lấy một ví dụ khác về con trẻ, hay giả sử một phụ huynh tin rằng con của cô ấy thông minh, trong khi một phụ huynh khác cho rằng con của mình không phải là đứa trẻ sáng dạ. Người phụ huynh đầu tiên sẽ giúp con mình làm bài tập về nhà, thuê hẳn một gia sư phụ đạo cho bé và đảm bảo rằng con của họ phát huy hết tiềm năng trí tuệ. Người phụ huynh thứ hai lại phớt lờ bài tập về nhà của con mình và bảo con hãy phát huy theo những hướng khác ngoài việc học tập. Việc duy trì mức độ tập trung và ý thức coi trọng việc học của hai đứa trẻ này sẽ trở nên rất khác biệt và do đó những đứa trẻ sẽ hoàn tất kỳ vọng của bố mẹ chúng. Chúng nhận được phản hồi tích cực hoặc tiêu cực và chu kỳ phản ứng sẽ tiếp tục phát triển. Chúng ta luôn muốn tưởng tượng rằng chúng ta đang đối xử bình đẳng với tất cả mọi người. Nếu như kỹ lại thì điều này gần như là không thể. Bạn có nhớ nội dung trước của cuốn sách hay không? Rằng ta thực sự không giỏi che giấu các đánh giá hay suy nghĩ của bản thân mình và luôn làm lộ ra thông qua những hành vi của chúng ta. Hiệu ứng Bygdemarlion nhấn mạnh rằng nhận thức của chúng ta sẽ phản ánh trong thế giới thực, dù là nhận thức tốt đẹp hay là tồi tệ. Như vậy thì việc nắm được hiệu ứng Bygdemarlion có thể giúp bạn trở nên dễ mến hay không? Hãy hình dung ra phiên bản tốt nhất của người đang trò chuyện với bạn và bạn sẽ bắt đầu cư xử với họ theo một cách khiến họ yêu quý bạn hơn. Hãy khơi gợi phiên bản mà bạn mong đợi ở họ. Nếu kỳ vọng họ thu hút và tốt bụng, chúng ta sẽ khích lệ được những đặc điểm đó ở trong họ. Trên hết, 100% tín hiệu mà bạn gửi đi tới mọi điều sẽ được áp dụng tích cực và thân thiện. Mọi người có xu hướng phản hồi tích cực với điều đó. Khi mọi người đối tốt với chúng ta, ta cũng có xu hướng đáp trả lại họ với một cách tốt đẹp. Theo một cách nào đó, điều này tạo nên nền tảng cho một trong những quy tắc trọng tâm nhất trong hành trình đạt được thành công mang tính xã hội. Đừng tự cho mình là trung tâm nữa và hãy quan tâm đến người khác. Lý thuyết này dễ nhưng thực hành thì khó hơn một chút. Sự trôi chảy. Hãy tiếp tục thảo luận về nhận thức và những hiểu biết nông cạn nhưng lại tạo nên thực tại của chúng ta. Nhiều người nghĩ rằng sở hữu vẻ bề ngoài phức tạp và bí ẩn sẽ khiến người khác tò mò và đó là một phương pháp khả thi để tạo dựng thành công trong xã hội. Điều đó có thể thực sự thú vị trong một số trường hợp. Tuy nhiên, chiến lược này nhiều khả năng sẽ bị phản tác dụng, đặc biệt là khi ta bàn đến các kết quả thực tế. Có thể kết luận như trên về sự tồn tại của yếu tố trôi chảy trong nhận thức và xử lý thông tin hay trạng thái mà não bộ của chúng ta có thể xử lý thông tin một cách dễ dàng.
Khái niệm sự trôi chảy trong nhận thức và xử lý cơ bản là chúng ta thích sự đơn giản và dễ hiểu. Thuật ngữ sự trôi chảy thực ra bắt nguồn từ ngành tiếp thị và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các lĩnh vực cốt lõi tạo nên bản sắc doanh nghiệp như tên thương hiệu và logo. Những điều dễ hiểu có xu hướng tồn tại trong não bộ của chúng ta lâu hơn trong tiềm thức, ta cũng dễ yêu thích hơn. Điều này rất có ý nghĩa trong tiếp thị, lĩnh vực đầy ắp những khẩu hiệu đơn giản như cứ làm đi, just do it, khi áp dụng tính trôi chảy vào bối cảnh xã hội. Có thể thấy rằng việc xuất hiện trong dáng vẻ quen thuộc và tương đồng với những người khác, để họ có thể hiểu chúng ta ngay lập tức, sẽ giúp chúng ta được yêu thích hơn. Hay nói một cách tự nhiên, những thông tin có vẻ đơn giản sẽ dễ nuốt hơn, và những thứ có vẻ phức tạp thì khó tiêu hóa hơn. Đối với các tương tác cá nhân, bất kỳ điều gì ảnh hưởng tới sự trôi chảy trong xử lý đều có thể tác động đến cách người khác nhìn nhận về bạn. Kết quả là có nhiều điều tưởng như không hề quan trọng trong cách ta thể hiện bản thân, nhưng cuối cùng lại tạo ra cách khác biệt trong thành công xã hội của chúng ta. Một ví dụ thể hiện mức độ ảnh hưởng của sự trôi chảy trong xử lý là nhà nghiên cứu được thực hiện năm 2008 tại Đại học Michigan. Hai nhà nghiên cứu Huynh Chinh Song và Norbert Swa đã nghiên cứu ảnh hưởng của kiểu chữ đối với trải nghiệm của chúng ta về sự trôi chảy và không trôi chảy. Song và Swa cung cấp tài liệu hướng dẫn cho những người tham gia nghiên cứu về mọi đề tài từ chế độ tập thể dục đến công thức nấu ăn, và họ thay đổi phông chữ từ cơ bản và rõ ràng sang kiểu phức tạp và lạ mắt hơn. Họ nhận thấy rằng cùng với một nội dung hướng dẫn, loại phông chữ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cảm nhận của người đọc về độ khó của nhiệm vụ. Phông chữ càng phức tạp và khó đọc, người tham gia càng cho rằng nhiệm vụ được nêu trong bản hướng dẫn phức tạp. Nói cách khác, mọi người đã đánh đồng mức độ khó khi đọc bản hướng dẫn với thách thức khi thực hiện chính hướng dẫn đó. Do đó, ta có thể kết luận rằng nếu như bản hướng dẫn dễ đọc, người xem cũng lập tức cho rằng đây là một nhiệm vụ dễ thực hiện. Điều đó có nghĩa là gì? Khi không hiểu được một điều hay một ai đó dễ dàng và nhanh chóng, chúng ta sẽ nghĩ điều đó, người đó thật là khó khăn và không mấy cảm tình với vật ấy, người ấy nữa. Chúng ta sẽ nghĩ rằng mình đã bỏ sót một thứ gì đó, ta cảm thấy bối rối và bắt đầu gắn người đó với sự vật, hiện tượng đó, với những cảm giác tiêu cực. Mặt khác, những thứ dễ tiêu hóa và có thể hiểu ngay lập tức sẽ được yêu thích hơn, đơn giản chỉ vì chúng ta yêu thích những gì dễ dàng. Khi bàn về thành công xã hội, mục tiêu của bạn là hãy tỏ ra đơn giản, tức là không phức tạp, không bí ẩn, để người khác có thể nhanh chóng hiểu bạn là ai mà không cần phải mất nhiều nỗ lực. Nhưng liệu bạn có thể áp dụng được ý tưởng về sự trôi chảy trong nhận thức để bản thân bạn dễ dàng được mọi người thấu hiểu trong một thời gian ngắn hay không? Bất cứ lúc nào giới thiệu bản thân với một người mới quen, bạn hãy nói một cách đơn giản và dễ hiểu. Hãy có ý thức nói đủ lớn và rõ ràng để người khác không phải vất vả lắng nghe bạn. Hãy thành thật để tránh làm cho người khác phải tấn công, phải tốn công. Khi bàn về thành công xã hội, mục tiêu của bạn là hãy tỏ ra đơn giản, tức là không phức tạp, không bí ẩn, để người khác có thể nhanh chóng hiểu rằng bạn là ai mà không cần phải mất nhiều nỗ lực. Nhưng liệu bạn có thể áp dụng được ý tưởng về sự trôi chảy trong nhận thức để bản thân bạn dễ dàng được mọi người thấu hiểu trong một thời gian ngắn hay không? Bất cứ lúc nào giới thiệu bản thân với một người mới quen, bạn hãy nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Hãy có ý thức nói đủ lớn và rõ ràng để người khác không phải vất vả lắng nghe bạn. Hãy thành thật để tránh làm cho người khác phải tốn công sức để phân tích động cơ của bạn. Đánh giá xem liệu bạn có đáng tin cậy hay không. Và hơn hết, hãy thẳng thắn và bộc trực. Hãy để dành những suy nghĩ phức tạp và các quan điểm đa sắc thái của bạn cho những lần giao tiếp tiếp theo trong tương lai. Và thay vào đó, bạn hãy tập trung vào việc thể hiện mình là một người đơn giản với động lực hành động rõ ràng. Nếu bạn cho là việc trở nên đơn giản không dễ cho lắm, thì tôi có một mẹo hữu ích như thế này. Hãy bắt đầu bằng việc tạo ra một câu chuyện, kể về bản thân của mình. Như thế bạn là nhân vật trong một câu chuyện hay là một bộ phim. Bạn có dựa vào triết lý cơ bản nào để dẫn dắt hành vi của bạn trong suốt cuộc đời hay không? Nếu không hiểu rõ những điều mà bản thân tin tưởng và lý do tại sao bạn lại có những niềm tin như thế, bạn sẽ khó có thể hành xử đơn giản và nhất quán. Tất cả những nhân vật hư cấu tuyệt vời đều có những hành động khiến bạn nghĩ, ồ, điều đó có lý.
tức là phù hợp với xuất thân và câu chuyện của họ. Rembold không bao giờ bối rối, vì vậy cuối cùng anh ấy sẽ luôn tìm cách thoát khỏi những tình huống nguy hiểm nhất, thường chỉ trong gang tấc. Harry Potter đại diện cho lòng can đảm và tình yêu thương, nên trong những khoảnh khắc then chốt của phim truyện, cậu bé luôn hành động theo hai khuynh hướng đó. Cả Harry Potter và Rembold, cũng như tất cả các nhân vật nổi bật trong thời đại của chúng ta, vốn dĩ rất đơn giản và dễ hiểu. Họ được yêu quý và họ gần gũi với chúng ta. Họ hành động theo những cách nhất định do ảnh hưởng của những điều họ đã trải qua trong quá khứ. Cũng giống như chúng ta vậy, mặc dù con người ngoài đời không sống theo các công thức điện ảnh, nhưng tất cả chúng ta đều có thúc đẩy bởi tập hợp các giá trị riêng biệt của mình. Khi bạn có một câu chuyện riêng và bạn thường xuyên sử dụng nó, hãy tuyên bố và hành động của bạn sẽ trở nên rất hợp lý và hình thành nên một bức tranh dễ hiểu về bản thân bạn. Điều đó giúp mọi người dễ xử lý những thông tin của bạn một cách hiệu quả hơn, nhờ đó khiến bạn trở nên dễ mến hơn so với một phiên bản phức tạp và không thống nhất. Nguyên tắc được mất và các bằng chứng đi kèm với nó giúp ta hiểu rằng khi chúng ta thích người khác, nhiều khả năng họ cũng sẽ thích chúng ta hơn, rõ ràng và đơn giản. Hiệu ứng Pygmalion củng cố quan điểm này bằng cách khuyến khích mọi người thể hiện những hành vi tích cực. Đối với ấn tượng ban đầu, vốn cực kỳ quan trọng, đừng cố tỏ ra phức tạp, sâu sắc, xa lánh hay bí ẩn. Khi cố gắng thu hút sự chú ý bằng cách đó, bạn sẽ khiến phần lớn những người đối diện bạn rơi vào bối rối và tạo khoảng cách với bạn. Thay vào đó, hãy quan sát và hành động phù hợp, thể hiện bản thân sao cho người khác có thể dễ dàng thấu hiểu bạn. Nhận thức là điều cực kỳ quan trọng đối với thành công xã hội của chúng ta. Đây không phải nói quá. Theo các lý thuyết, ấn tượng ban đầu không chỉ là dấu ấn tồn tại lâu dài, mà còn hoàn toàn là những định kiến thụ động. Nhưng điều này sẽ tạo nên những nền móng lâu dài cho mối quan hệ, cho người mới gặp nhau. Chúng ta chắc chắn có liên quan phần nào đến việc hình thành tính cách của con người, tác động đến cách mà mọi người nhìn nhận và đối xử với chúng ta sau này. Nhìn rộng hơn, những ấn tượng ban đầu hình thành nên thực tế bao quanh mối quan hệ giữa chúng ta với mọi người. Có qua có lại, các lý thuyết chúng ta vừa thảo luận có chung một động lực cơ bản. Có qua có lại, cho đi và nhận lại, là động lực thúc đẩy mối quan hệ giữa các cá nhân. Điều này có ảnh hưởng rất lớn trong các mối quan hệ, nhưng đồng thời cũng có thể phổ biến tới mức mà chúng ta không để ý khi nó xuất hiện. Một trong những khuynh hướng hành động rất là người là hiện tượng có qua có lại. Khi nói đến cảm tình, một hiện tượng mà khi việc bạn thích ai đó có thể làm tăng đáng kể khả năng họ cũng thích bạn ngược lại. Có thể ứng dụng ngay điều này một cách đơn giản khi bạn gặp một người mới quen. Hãy để họ biết rằng bạn thích họ và điều đó sẽ gia tăng khả năng bạn xây dựng được giao hảo tích cực với họ. Hãy tưởng tượng trong giây lát rằng bạn vừa gặp một người hoàn toàn xa lạ, trò chuyện đôi câu với họ rồi tạm biệt. Lúc này có vẻ cả hai bạn đều không có bất kỳ cảm xúc hay ấn tượng mạnh mẽ nào về đối phương. Giờ giả sử rằng hôm sau, bạn trò chuyện với một người bạn cũng quen người lạ kia và anh hay là chị ta nói, ồ, người mà cậu gặp hôm qua thực sự có ấn tượng tốt với cậu đấy. Chỉ một chút thông tin như vậy thôi, có thể làm bạn thay đổi hoàn toàn về nhận thức với người đó. Thậm chí bạn có thể sẵn sàng coi họ là bạn. Nhưng nếu mọi việc dễ dàng như vậy, tại sao mọi người không thể hiện rõ luôn là họ thích đối tượng mà họ muốn tạo dựng quan hệ? Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta hãy cùng đi sâu vào một vài nghiên cứu về chủ đề này để hiểu rõ hơn về thời điểm thích hợp sử dụng quy luật có đi có lại. Hết nghiên cứu này tới nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng cảm tình từ cả hai phía là một công cụ xã hội mạnh mẽ. Vào những năm 1960, Elliot Aronson và Philip Wachtel đã tiến hành một nghiên cứu tại Đại học Texas, sử dụng nội gián để kiểm tra một cách tinh tế có quy luật có đi có lại. Các tình nguyện viên được chia thành từng cặp và chỉ đơn giản là trao đổi, nói chuyện với nhau. Sau đó, từng người họ viết riêng một đoạn ngắn về suy nghĩ của họ đối với thí nghiệm, cũng như đánh giá mức độ cảm tình của họ với người bắt cặp. Tuy nhiên, các tình nguyện viên không hề hay có nội gián tham gia bắt cặp và trò chuyện với họ. Đây là những diễn viên có đào tạo thực sự và chuyên làm việc cho các nhà nghiên cứu. Đối với một nửa các cuộc hội thoại ngẫu nhiên, nội gián sẽ viết một tuyên bố rằng tôi rất thích làm việc đối với đối tác của tôi, anh ấy, cô ấy có vẻ là một người rất xuất sắc và thú vị. Trong một nửa số cuộc hội thoại còn lại, họ sẽ viết tôi không thích làm việc với đối tác của tôi. Trong thử nghiệm này, anh ấy, cô ấy có vẻ là một người nông cạn và tẻ nhạt.
Sau khi các nội gián viết nhận xét, các nhà nghiên cứu để những người tham gia đọc xem đối tác đã viết về họ ra sao. Không có gì phải nghi ngờ, kết quả vô cùng rõ ràng và liên tục lặp lại trong các nhà nghiên cứu sau này. Nếu đọc được rằng đối tác thích mình, những người tham gia cũng cho biết họ rất thích đối tác của mình. Trong khi nếu biết đối tác không thích họ, số tình nguyện viên sẽ có cảm tình với đối tác sẽ ít hơn hẳn. Điều này sẽ có ý nghĩa ra sao với chúng ta? Hãy quay lại câu hỏi trước đó. Nếu hiện tượng này có thể dễ dàng quan sát được, tại sao mọi người không sử dụng nó triệt để? Nếu mang thắc mắc này đi hỏi mọi người, ta có thể nhận được nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản, mọi thứ chỉ tóm gọn ở một yếu tố, đó là bạn sẽ nhận được gì khi cố gắng bày tỏ cảm tình. Kết luận lớn nhất rút ra được là khi thừa nhận trước rằng bạn thích ai đó, bạn sẽ tạo ra một động lực để củng cố mối quan hệ, khiến mọi người đánh giá cao hơn về bạn hoặc đáp lại thiện chí của bạn nhiều hơn. Tuy nhiên, thừa nhận trước cũng có thể khiến ta tổn thương nếu không được đáp lại. Đó chính là lý do tại sao nguyên tắc có đi có lại không được sử dụng rộng rãi như ta nghĩ. Có thể điều này khá vô lý, nhưng mọi người không thích bị người khác khước từ cảm xúc trong phần lớn hoàn cảnh. Cho dù tỷ lệ thành công cao hơn tỷ lệ thất bại, ngay cả khi bạn nói rằng bạn thích ai đó, họ vẫn có thể không đáp lại bạn. Khá là kinh ngạc khi nghĩ đến con đường dài đằng đẵng và nhiều gian khổ mà một người phải trải qua, đơn giản chỉ để tránh nguy cơ bị từ chối trong bất kỳ khía cạnh nào trong cuộc sống. Và nguyên tắc có đi có lại cũng không thể giúp ta phá lệ. Một khả năng nữa lý giải cho việc mọi người không tận dụng nguyên tắc cảm tình qua lại là hành động như thế có nguy cơ bị coi là giả dối, có thể nhằm tân bốc nịnh bợ, và bởi vậy, hiển nhiên nó chỉ là một chiến thuật để che giấu một mục đích sâu xa nào đó. Trong ví dụ trước của tôi, nếu tương tác của bạn không chỉ ngắn gọn mà còn vụng về, nhàm chán hoặc dễ đi vào lãng quên, thì khi bạn nghe được rằng ai đó có ấn tượng tốt về bạn, khả năng lớn là bạn sẽ băn khoăn tự hỏi tại sao họ lại nói vậy. Bạn thậm chí có thể nghĩ người kia thật kỳ quặc hoặc chỉ tỏ vẻ tử tế. Cả hai trường hợp này đều không thể dẫn tới tình cảm từ hai phía. Nếu lời khen của bạn bằng cách nào đó không khớp với cảm nhận của đối phương về cuộc hội thoại, thì bạn sẽ bày tỏ cảm tình sẽ ít khả năng tạo ra ảnh hưởng như bạn mong đợi. Do đó, tinh tế và chân thành vẫn là hướng hiệu quả nhất để áp dụng nguyên tắc cảm tình có qua có lại. Đừng khen hoặc bày tỏ cảm tình với bất kỳ một người nào khác nhằm mục đích khiến họ thích bạn. Hãy tìm ra điểm gì đó mà bạn thực sự đánh giá cao ở họ và tập trung nói về nó. Chìa khóa ở đây là chân thành. Nếu bạn cảm thấy bị phiền, khó chịu hay chán ngán bởi người khác, thì việc cố tỏ ra bạn thích họ trở nên rất khó khăn. Đối với nhiều người, đó có thể trở nên dễ mến trong mắt người khác. Bản thân họ cũng phải có cái nhìn tích cực về đối phương trước đã. Sẽ có rủi ro tiềm ẩn nếu bạn chỉ đơn thuần là tiếp cận và nói với người khác rằng bạn thích họ. Nếu bạn vừa chân thành vừa không sợ bị đối phương từ chối, bạn có thể thấy nguyên tắc cảm tình có qua có lại là một giải pháp khả thi giúp bạn đạt được những đỉnh cao mới trong thành công về mặt xã hội. Thực sự thì thử nghiệm này một chút cũng không hại gì. Như chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sau đây, một chu kỳ phản hồi tích cực sẽ tạo ra môi trường phát triển hữu ích cho những ai liên quan. Xác nhận lại bản thân. Lòng tự trọng và những quan điểm chung của chúng ta về chính bản thân mình có vai trò gì trong việc khiến xã hội yêu mến chúng ta? Bill Swan, một nhà tâm lý học từ Đại học Texas tại Austin, đã công bố lý thuyết xác nhận lại bản thân vào năm 1981 như một lời giải thích cho câu hỏi này. Lý thuyết này nói rằng con người luôn mong muốn xác nhận lại những quan điểm của họ về bản thân mình, và một cách tự nhiên, họ có xu hướng thích những người giúp họ làm như vậy, bất kể quan điểm đó là tích cực hay tiêu cực. Hơn nữa, mong muốn xác minh lại những điều ta tin tưởng về bản thân mạnh mẽ đến mức nào. Điều đó thực sự có vượt qua những mong muốn được xã hội chấp nhận và khen ngợi ta hay không? Ta muốn nghe người khác nói chung về chúng ta có kỹ năng ra sao trong một lĩnh vực nhất định. Ngay cả khi có nhiều khuyết điểm thì ta vẫn muốn nghe người khác đánh giá. Bởi vì điều được xác nhận này giúp chúng ta có niềm tin vào bản thân của mình. Sự xác nhận làm ta thấy yên lòng, giúp ta gia tăng ý thức về bản thân và tạo cảm giác như chúng ta đã thành công trong việc bộc lộ chính bản thân của mình. Đối với những người có lòng tự trọng cao và tự đánh giá
tích cực về mình thì lý thuyết này rất là chính xác. Một người tin rằng họ đáng yêu, có năng lực và xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp cũng sẽ mong muốn người khác nhìn nhận về họ theo quan điểm tích cực tương tự. Không có gì kỳ lạ ở đây cả. Tuy nhiên, lý thuyết này trở nên thú vị hơn nhiều khi một cá nhân có quan điểm tích cực về bản thân, họ tự ti hoặc có các triệu chứng trầm cảm. Những người như thế không tự cho mình là dễ mến, đáng yêu, có năng lực hoặc xứng đáng với những điều tốt lành. Vì vậy, trực giác có thể mách bảo bạn rằng là họ sẽ tìm kiếm những phản hồi tích cực để cố cải thiện hình ảnh của bản thân. Nhưng thực tế cho thấy, lý thuyết xác nhận lại bản thân đã đưa ra kết quả đối lập, thay vì cảm thấy vui vẻ hơn khi được khen ngợi. Những cá nhân này thích được người khác nhìn nhận là kém cỏi, cũng giống như cách họ tự đánh giá mình. Chúng ta chỉ mong muốn mọi người nhìn nhận chúng ta giống như cách ta nhìn nhận bản thân của mình. Bất kể quan điểm của chúng ta ra sao, ngay cả khi chúng ta có quan điểm tiêu cực về bản thân và mâu thuẫn với khát khao duy trì một hình ảnh tích cực, thì mong muốn xác nhận lại chính mình sẽ chế ngự mong muốn đó và trở thành tác nhân mạnh mẽ hơn, chi phối cảm nhận của chúng ta về những điều người khác nói về mình. Chúng ta muốn có một sự nhất quán dường như sẽ rất đáng sợ và khó chịu nếu ta phát hiện ra ai đó lại nhìn nhận chúng ta hoàn toàn khác với cách ta nhìn nhận lại bản thân mình. Các nhà tâm lý học Paul White và Stephen Hawking đã phát hiện ra một cách ứng dụng gián tiếp của lý thuyết xác nhận lại bản thân trong một nghiên cứu được họ thực hiện vào năm 1994. Kết quả của việc nghiên cứu cho thấy những người da trắng quan tâm đến quan điểm của người da đen hơn là quan điểm cho những người da trắng đưa ra. Có lẽ những người da trắng này muốn khẳng định rằng họ không phân biệt chủng tộc. Trong trường hợp này và có lẽ cả trong nhiều trường hợp khác, quan điểm đó có giá trị to lớn trong tâm trí chúng ta là những quan điểm xác nhận lại bản thân chúng ta nhiều hơn cả. Nếu bạn biết tới một người thông minh, hài hước hay thú vị, thì việc khen ngợi người khác về những đặc tính tương tự như bạn sở hữu có thể khiến lời khen của bạn có tác động rất lớn. Bạn có thể cảm thấy mình giỏi giang hơn nếu bạn khiến một diễn viên hài bật cười trong khi những người khác không thể làm được điều đó, và bạn thậm chí có thể yêu mến diễn viên hài đó nhiều hơn. Hãy tìm hiểu xem một người tự hào về điều gì và nói với họ là bạn đánh giá cao đặc điểm đó của họ. Tương tự như vậy, hãy đồng tình với những đánh giá họ tự đưa ra về bản thân của mình và đảm bảo là bạn sử dụng cách nói tương đồng với họ. Khi một người không đồng tình với ta về cách ta tự nhìn nhận bản thân, ta sẽ cảm thấy họ khó có cùng thế giới quan với mình. Lúc này bạn có thể tự hỏi làm sao mà lý thuyết xác nhận lại bản thân lại quan trọng đến thế. Vì lẽ nào mà ta lại đề cao việc xác nhận lại quan điểm mà ta có về bản thân mình đến vậy, đến mức điều đó có quan trọng hơn cả việc người khác đánh giá chúng ta một cách tích cực. Lý thuyết này chỉ ra rằng, lý do chúng ta thích xác nhận lại quan điểm của bản thân là vì ta muốn nắm quyền kiểm soát. Chúng ta đang sống trong một thế giới thật là hỗn loạn, và việc thống nhất được những gì mà chúng ta nhìn nhận về bản thân với những phản hồi ta nhận được từ người khác sẽ phần nào tạo ra cảm giác ta đang kiểm soát được cuộc đời của mình. Chúng ta có thể dự đoán cách mà người khác cư xử với mình, nghĩ về mình và cách họ hành động khi có ta ở bên cạnh. Biết được nên đặt kỳ vọng ra sao, ngay cả khi đó là một kỳ vọng tiêu cực, có nghĩa là chúng ta không cảm thấy ngỡ ngàng trong các tình huống xã hội, và nhờ đó ta cảm thấy như mình đang kiểm soát được tình hình. Hơn nữa, khi người khác thừa nhận quan điểm của ta, ta sẽ cảm thấy mình rất thấu hiểu bản thân và cảm thấy hài lòng hơn. Vì vậy, nếu như xác nhận lại bản thân là một lý thuyết đề cao khả năng kiểm soát, thì điều gì sẽ xảy ra khi ta không thể kiểm soát những phản hồi mà ta nhận được từ người khác? Một nghiên cứu của Wikirich và James Stein vào năm 1995 cho thấy rằng mọi người sẽ ít cởi mở và gắn kết với bạn đời của mình nếu ta cho rằng bạn đời của mình nhìn nhận về ta khác so với quan điểm của chính ta. Dù là cách nhìn nhận đó tích cực hơn hay kém tích cực hơn, các nhà nghiên cứu khác bao gồm một cuộc nghiên cứu của Elizabeth Binner và William Swan vào năm 1996 đã phát hiện ra rằng các cá nhân có thể trở nên lo lắng nếu phải đối mặt với những phản hồi vô cùng mâu thuẫn với hình ảnh của bản thân mà họ tự ấp ủ. Hiện tượng này được gọi là cảm giác lo âu sụp đổ, được đặc trưng bởi cảm giác là điều gì đó vô cùng sai đang diễn ra, tựa như thế giới sụp đổ dưới chân bạn.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu phát hiện ra sau 10 năm chung sống, việc bạn ở cùng phòng với người bạn đời thực ra là một điều mà người đó rất khó chấp nhận? Điều đó đi ngược với lý thuyết xác nhận lại bản thân. Mong muốn xác nhận lại bản thân là một nhu cầu thực tế và quan trọng khi chúng ta đánh giá lẫn nhau trong các tình huống xã hội. Câu hỏi đặt ra là bạn có thể áp dụng kiến thức này ra sao để gặt hái được nhiều thành công mang tính xã hội hơn? Trước hết, hãy để ý cách mọi người đang cố gắng thể hiện bản thân họ và sau đó giúp họ xác minh hình ảnh mà họ đang nuôi dưỡng. Ví dụ, bạn có một người bạn thường ăn mặc trang phục phá cách và cực kỳ rực rỡ. Bạn có thể nói với người bạn đó rằng bạn thấy họ là một người độc đáo và tự tin khoe cá tính. Bạn đơn giản chỉ cần khiến họ biết rằng bạn đã nhìn thấy hình ảnh mà họ đang cố gắng tạo ra. Nói cách khác, hãy là một người bạn luôn động viên bạn của mình. Hãy tự lập ra một quy tắc, đó là đồng tình với mọi người về các đặc điểm của họ, điểm mạnh cũng như điểm yếu. Ngay cả khi họ đã bộc lộ những nét tính cách rõ ràng, bạn vẫn có thể nói những câu như tớ cá là cậu thích, muốn, vân vân, tùy theo đặc điểm tính cách của họ và bạn sẽ khiến họ có thiện cảm với bạn hơn. Nếu bạn muốn tán dương hình ảnh của một người nào đó, đừng chỉ khen họ một cách khách sáo, thiếu chân thành. Mọi người luôn cố gắng hoàn thiện một việc đặc biệt nào đó, vì vậy hãy nhận ra nỗ lực của họ và thừa nhận thành quả đó. Đối với mọi đặc điểm tiêu cực mà một người tự cho là họ có, điều quan trọng là bạn phải thừa nhận quan điểm của họ một cách có suy xét. Đôi khi bạn sẽ gặp phải tình huống là cách một người nhận thức về bản thân họ rất khác so với thực tế. Trong trường hợp này, bạn hãy xác định mục tiêu tổng thể của bạn là gì. Bạn muốn họ có cảm tình với bạn hơn hay là bạn muốn chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của họ? Câu trả lời sẽ định hướng hành vi của bạn. Khi nhìn lại bản thân mình, hãy chú ý đến cách bạn phản ứng trước nhiều ý kiến phản hồi khác nhau khi điều đó liên quan đến quan điểm của bạn về chính mình. Nếu điều quan trọng với bạn là tăng cường hơn nữa nhận thức về cái tôi và nuôi dưỡng một hình ảnh chính xác về bản thân, thì bạn sẽ học được một vài điều khi nhận ra xu hướng tự nhiên của chúng ta là cảm thấy lo lắng và chối bỏ bất cứ phản hồi nào trái ngược với quan điểm hiện có của ta về bản thân của mình. Như chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo đây, việc con người có xu hướng gắn bó với những người tái khẳng định, cách ta nhìn nhận bản thân sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ta lập ra nhóm bạn. Còn hơn cả việc xác nhận lại chính mình, chúng ta thường tìm kiếm những điểm chung giữa ta với người khác. Điều này là động lực khiến cho chúng ta gắn kết với nhau và tạo thành nhóm xã hội riêng biệt. Những người cùng nhóm, khía cạnh cuối cùng ta đề cập đến trong một nhận thức và sự thành công mang tính xã hội là ý thức về danh tính. Đôi khi bạn gặp một người xa lạ và ngay lập tức bạn kết họ. Không hiểu tại sao nhưng có vẻ như bạn và họ có rất nhiều điểm chung và những ý tưởng mới mẻ mà họ nói dường như chính xác là những gì bạn đang nghĩ. Từ những điều đơn giản như cùng học trường cấp 3 hay đến việc cả hai đều fan hâm mộ của một đội bóng rổ, mọi thứ dường như đều khiến bạn cảm thấy rất là thoải mái khi ở bên cạnh họ. Trong những trường hợp này, bạn chắc chắn sẽ cảm thấy những điểm tương đồng giữa hai bạn bằng cách nào đó đã khiến các bạn nằm trong một hội kín mà những người khác không có cơ hội bước chân vào. Sau cùng, hai bạn chia sẻ rất nhiều sở thích chung và bạn không thấy sự bất đồng quan điểm về bất kỳ điều gì. Đó là một sự gắn kết được hình thành trong khoảnh khắc, nhưng chỉ một cuộc trò chuyện đơn giản vậy thôi, bạn đã ngay lập tức cảm mến người đó. Cuộc nghiên cứu về người cùng nhóm và người khác nhóm tiết lộ nhiều điều thú vị về danh tính và tâm lý xã hội của chúng ta. Chúng ta có xu hướng ngay lập tức yêu quý những người mà ta cho là cùng một nhóm với chúng ta. Nhưng tại sao, làm thế nào mà ta lại cảm thấy gắn kết chặt chẽ và hào hứng đến vậy về một người mà thậm chí chưa biết rõ? Trong một nghiên cứu nổi tiếng của Teufel, Billing, Bundy và Flamin vào năm 1971, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về sự thay đổi trong quan điểm của bạn khi bạn tin rằng bạn đang ở trong cùng một nhóm nhất định. Một nhóm học sinh cấp 3 đã tới phòng thí nghiệm để tham gia nghiên cứu này và các em ngắm một loạt tác phẩm nghệ thuật dưới danh nghĩa là tìm hiểu thị hiếu nghệ thuật. Các bức tranh được trưng bày là của hai nghệ sĩ trừu tượng đương đại, Paul Kelly và Wassily Kandinsky.
Các học sinh được chia thành hai nhóm dựa theo cảm nhận của họ đối với từng bức tranh. Các em chỉ được thông báo là sẽ có hai nhóm và biết mình đã được chỉ định vào nhóm nào. Các em được giới thiệu với nhau và biết những người mình gặp thuộc về nhóm nào. Nghiên cứu thực sự bắt đầu khi các em được yêu cầu chấm điểm về một loạt sinh viên trong và ngoài nhóm của mình. Kết quả cho thấy rằng, mọi người thể hiện sự ưu ái rõ rệt với những người bạn cùng nhóm với mình và chấm điểm họ cao hơn so với những người mà các em cho là khác nhóm. Việc các em được ghép nhóm với nhau theo một tiêu chí ngẫu nhiên không hề quan trọng ở đây. Điều này gợi mở một quan điểm sâu sắc về cách thức xã hội chúng ta đang hoạt động, đồng thời cho thấy một quy trình tâm lý xã hội rất quan trọng. Các nhóm chỉ tồn tại khi các cá nhân nhận thức được sự tồn tại của nhóm, mặc dù thực tế là các học sinh được phân nhóm chỉ vài phút trước khi chấm điểm. Các em vẫn có nhận thức là đã ở cùng một nhóm của mình được hình thành và sẽ thiên vị những người cùng nhóm. Các em không hề xét tới việc những thành viên cùng nhóm thực ra chẳng có mối liên hệ nào với nhau và cũng chẳng có lý do nào để phải ủng hộ nhóm của mình hơn nhóm kia. Một khi đã có ấn tượng rằng mình thuộc về cùng một nhóm, các em lập tức cảm thấy muốn thiên vị nhóm mình và ít ưu ái những người ngoài nhóm. Đây có thể là một lợi thế rất đáng kể khi chúng ta áp dụng trong cuộc sống thực tế. Ngay cả khi mọi người không có một lý do bền vững để ủng hộ bạn, thì nếu bạn có thể làm cho họ tin là bạn ở cùng nhóm với họ và khác biệt với những người còn lại, thì bạn sẽ có thể khiến họ ưu ái bạn hơn. Một số người cho rằng khuynh hướng này đã gắn chặt với tâm lý của chúng ta trong quá trình tiến hóa. Hãy tưởng tượng tổ tiên của bạn thời còn rong ruổi trên đồng cỏ châu Phi hàng trăm nghìn năm trước. Tâm lý cùng nhóm có nghĩa là một người sẽ ưu ái những cá nhân mà họ nghĩ là thành viên trong cùng một gia đình hoặc nhóm xã hội của họ. Do đó, họ sẽ hỗ trợ tìm kiếm thức ăn và duy trì sự sống. Nếu không có sự ưu tiên dành cho những người cùng nhóm, tổ tiên của chúng ta sẽ không thể truyền lại gen cho họ thế hệ tiếp theo. Vì vậy, họ sẽ không có nhiều động lực để giúp những người xung quanh tồn tại. Hàng trăm nghìn năm sau, hầu hết chúng ta vẫn còn duy trì bản năng này. Chúng ta thích những người mà ta nghĩ là có điểm chung nào đó với mình, cũng như những người là một phần nào đó trong nhóm của chúng ta. Hiểu rõ khuynh hướng này của con người, bạn có thể tận dụng nó để đem về lợi ích cho chính mình. Ví dụ, bạn đang tuyển dụng nhân sự cho công ty và một ứng viên tiềm năng lại học cùng trường đại học với bạn. Bạn sẽ ngay lập tức có thiện cảm với ứng viên này hơn, kể cả nếu bạn chưa gặp lại họ bao giờ hoặc chưa hề đọc công việc của họ. Việc hai bạn học cùng trường sẽ tạo ra một chút lợi thế cho ứng viên này trong tâm trí của bạn. Hai bạn thuộc cùng một nhóm, hai bạn có điểm chung, cùng chia sẻ một số trải nghiệm và bạn hẳn sẽ là người thích người này hơn. Cùng chia sẻ những điểm chung nho nhỏ có thể giúp ích cho bạn trên một chặng đường dài. Hãy cố gắng tạo ra các nhóm mà bạn chia sẻ những điểm tương đồng với các thành viên. Có những câu chuyện cười chỉ người trong nhóm mới biết, đồng thời trân trọng những điểm chung và tạo ra một bầu không khí thoải mái khi ở bên nhau. Khi bạn gặp một người lạ, tất cả những gì bạn phải làm là nhắc tới một điểm chung khiến họ có thể thích bạn. Đó có thể là một đặc điểm hữu hình, một món đồ mà họ đang mặc trên người, hoặc một thông tin cá nhân về cuộc đời họ. Tất cả chúng ta đều trải qua khoảnh khắc đầy phấn khích khi ai đó đề cập đến một chi tiết nào đó và chúng ta có thể lập tức thốt lên: "Tôi cũng vậy." Điều này liên quan tới khái niệm tâm lý học về sức hút của người điểm tương đồng. Khi thấy ai đó giống mình hoặc khi tin là ta có điểm chung với ai đó, ngay lập tức muốn hiểu rõ hơn về họ và kết nối sâu sắc hơn. Việc này xoay quanh cảm giác phấn khích nảy sinh khi ta biết ai đó đã cùng chứng kiến, cảm nhận hay trải nghiệm một điều giống như ta đã từng trải qua. Khuynh hướng tạo ra một kết nối, cho dù cảm giác kết nối này vẫn đang rất mong manh hay có vẻ không có ý nghĩa cho lắm. Tất cả chúng ta đều muốn kết nối với người khác và ngay cả những liên kết nhất thời cũng sẽ thu hút người khác đến gần bạn hơn. Họ chắc chắn sẽ bớt phòng vệ khi ở bên cạnh bạn, cởi mở hơn với bạn, cũng như những lời bạn nói bởi họ nhận thấy hình ảnh của chính họ trong bạn. Hai bên không nhất thiết phải giống nhau theo cách quá độc đáo hay sâu sắc. Nếu đang dự tiệc và thấy một ai đó cũng mặc áo sơ mi đỏ giống bạn, bạn chỉ cần nói rằng cả hai bạn cũng đã quyết định hôm nay là ngày của sơ mi đỏ, ngay lập tức một sợi dây vô hình kết nối hai bạn xuất hiện. Cả hai bạn cũng sẽ mỉm cười về quan điểm này, và điểm chung nho nhỏ đó sẽ trở thành bàn đạp cho những điểm chung khác. Ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ở cạnh những người mà họ thấy giống họ hay có điểm chung với họ.
Mặc dù vậy, bạn không được coi như vậy là đã xong chuyện. Đó chỉ là xuất phát điểm mà thôi. Một khi đã xác định được những điểm tương đồng giữa bạn với một người, bạn sẽ cần phải xây dựng mối quan hệ trên nền tảng này. Hãy đặt những câu hỏi dẫn tới sự đồng thuận sâu sắc hơn. Không nhất thiết phải là chủ đề gì to tát hay những câu hỏi mang tính tranh luận. Ví dụ như mục đích cuộc đời của họ là gì? Chỉ cần nói về những chủ đề nhẹ nhàng như sở thích, công việc hay những thứ họ quan tâm là đủ. Hai bạn càng có nhiều điểm chung, người đối diện sẽ càng trở nên thoải mái khi nói chuyện với bạn. Lý do là bởi họ không thể không bị cuốn hút trước một người mà họ cảm giác như một thành viên cùng họ. Không quan trọng là nhóm này có được hình thành một cách chính thống hay là không. Người đối diện đã quyết định rằng bạn không còn là một người hoàn toàn xa lạ đối với họ nữa, bởi họ đã gắn các đặc điểm của bạn với bản thân họ ở một mức độ nào đó. Tóm gọn lại, điều này liên quan đến nhu cầu của con người, đó được thuộc về một nơi nào đó. Một khi người kia đã hạ rào chắn phòng ngự với bạn, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật khác trong cuốn sách này để họ cảm mến bạn nhiều hơn. Bước đầu tiên là thiết lập những điểm tương đồng và sau đó xây dựng mối quan hệ trên nền tảng này. Có thể họ thích cùng một thể loại nhạc với bạn, có thể họ từng học cùng trường với bạn. Rất dễ để nói sâu hơn về quan điểm tương đồng giữa bạn với người khác và tiếp tục những cuộc trò chuyện với xung quanh chủ đề này. Nhiệm vụ chính của bạn ở đây là cố gắng để đối phương không nghĩ bạn là người thuộc về một hành tinh khác, mà trái lại, cảm thấy bạn giống như một thành viên trong hội kín của họ. Điều quan trọng mà bạn cần lưu ý là một số nhóm văn hóa nhất định sẽ có khuynh hướng thiên về nguyên tắc này hơn. Thông thường những người đến từ Mỹ hoặc Tây Âu có xu hướng đề cao tính cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi điểm tương đồng giữa những người cùng nhóm. Trái lại, văn hóa Á Đông, đặc biệt là những nền văn hóa truyền thống lâu đời, lại có xu hướng đánh giá cao những yếu tố như cùng trường cũ, cùng tham gia các tổ chức xã hội, cùng đến một nhà thờ, v.v. Thậm chí cả quê quán cũng có thể là một điểm chung quan trọng để kết nối với người khác. Bằng cách sử dụng động lực cùng nhóm như lợi thế của mình, bạn có thể nhắm tới những điều đã ăn sâu vào tâm trí của người khác và trở nên dễ mến hơn trong mắt của họ mà không cần bỏ ra nhiều nỗ lực. Đôi khi đó là bước đầu tiên, một điểm xuất phát rất quan trọng trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Mặc dù một số nền văn hóa nhất định đòi hỏi nhiều yếu tố để con người tạo ra xuất phát điểm này, nhưng một khi đã hình thành, điểm chung đó có thể trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp bạn được yêu mến. Hãy trở thành một người được quý mến ngay khi bạn bắt đầu giao tiếp với mọi người. Tuy nhiên, các tương tác xã hội không phải là một chiến trường. Đơn giản là bạn phải hành xử tích cực, đơn giản và chân thật. Không có mánh khóe hay chiến thuật tiềm ẩn nào có thể khiến mọi người thích bạn. Tất cả những gì bạn cần là nhận ra mọi người đều tìm kiếm sự khẳng định từ người khác và muốn chia sẻ những điểm tương đồng. Những lý thuyết trong chương trình này cho chúng ta biết được rằng để được người khác yêu mến, trước tiên chính bạn phải là nguồn nỗ lực. Việc bạn đánh giá cao người khác sẽ thúc đẩy những tương tác tích cực. Đó là nền tảng tạo nên nhóm, nơi các thành viên luôn hỗ trợ lẫn nhau. Tổng kết chương, nhận thức cũng tương tự như các hiện tượng chúng ta đã thảo luận. Bạn không chắc chắn điều đó có đúng hay sai, nhưng bạn sẽ yêu thích những gì mà bạn có thể thấy được. Điều này quả là một sự thật đáng buồn, bởi con người chúng ta thật nông cạn và không thích phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng mà ít nhất trong cuốn sách này, bạn sẽ học được cách tận dụng các thông tin đó làm lợi thế cho bản thân của mình. Các nguyên tắc sau đây là các ví dụ cho thấy những đánh giá và quan điểm tức thời của chúng ta có thể dẫn tới những biến chuyển lớn về tâm lý. Nhận thức đầu tiên dành cho chúng ta là sử dụng nguyên tắc được mất. Nguyên tắc này cho rằng khi quan điểm của ta về đối phương trở nên tốt đẹp hơn, đối phương cũng nhiều khả năng có cảm tình hơn với chúng ta. Nói cách khác, sự nhất quán trong tình cảm có vẻ nhàm chán với chúng ta và chúng ta thích một chút rượt đuổi, ngay cả trong tình bạn đơn thuần. Thứ hai, hiệu ứng Pygmalion cho rằng nếu bạn vẽ nên một hình ảnh về hành vi và tính cách của một người, thì người đó sẽ trở thành chính xác như vậy. Nhận thức của chúng ta sẽ trở thành hiện thực, bởi chúng ta không thể không hành động tương ứng với định kiến và nhào nặng của đối phương theo đúng hình ảnh trong nhận thức của chúng ta. Thứ ba, chúng ta thường thích những điều dễ hiểu. Hiện tượng này được gọi là sự trôi chảy khi nhận thức và xử lý thông tin. Đó là lý do tại sao những khẩu hiệu hay nhất của các nhãn hàng lại rất đơn giản và gần như không có ý nghĩa gì sâu xa. Chúng ta cảm thấy thoải mái và không bị khó hiểu.
Thứ tư, tình cảm cho đi, có lại là một hiện tượng mà khi bạn thích ai đó trước, khả năng họ thích bạn trở lại sẽ cao hơn nhiều. Bạn có thể lập tức áp dụng nguyên tắc này là một cách đơn giản. Ví dụ như là bạn mới gặp một ai đó xa lạ, hãy để họ biết rằng bạn thích họ và điều đó sẽ giúp gia tăng khả năng xây dựng mối quan hệ tích cực giữa bạn với họ. Nhưng chúng ta có thực sự thích nhau hay không? Hay tất cả chỉ là cảm giác? Thứ năm, lý thuyết xác nhận lại bản thân cho rằng con người luôn mong muốn tái khẳng định cách mà chúng ta nhìn nhận bản thân. Một cách tự nhiên, ta có xu hướng yêu quý những người giúp chúng ta làm như vậy, bất kể chúng ta có cái nhìn tích cực hay tiêu cực về chính mình. Hơn nữa, khao khát được xác nhận những niềm tin của chúng ta về bản thân mãnh liệt tới mức có thể lấn át mong muốn được xã hội thừa nhận và khen ngợi. Thứ sáu, chúng ta có xu hướng thích một người ngay lập tức nếu chúng ta cho rằng họ cùng nhóm với ta. Một số người cho rằng khuynh hướng ưu tiên người cùng nhóm đã ăn sâu trong quá trình tiến hóa tâm lý của chúng ta. Hãy tưởng tượng tổ tiên của bạn từng rong ruổi trên các cánh đồng cỏ của châu Phi hàng trăm nghìn năm về trước. Tốt hơn hết, anh ta nên tìm một nhóm tương đồng để hỗ trợ mình, thay vì gia nhập một nhóm hoàn toàn những kẻ đối địch xa lạ hay tự đương đầu với một con cá sấu đói bụng.